Y đạo quan đồ, Trương nhất châm. Chương 1811, lão gia 2. Trương đại quan nhân cũng nhận được thông chi của thị lý, bảo hắn tối hôm đó tới thị lý tham gia yến hội hoan nghênh này, Trương đại quan nhân không thích loại mở tiệc chiêu đãi có tính công vụ này, cho dù đối tượng được mở tiệc chiêu đãi là cung kỳ vĩ, hắn cũng không muốn đi, liền từ chối bảo mình tối hôm đó còn phải tiếp đãi một nhà đầu tư quan trọng. Phó Trường Trinh gõ cửa bước vào, vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ kỳ quái hướng nói với Trương Dương, bí thư Trương, có người tìm ngài. Trương Dương nói, ai thế? Phó Trường Trinh nói, hắn nói là chú ruột của ngài. Trương Đại Quan Nhân ngây ra một thoáng, lập tức nghĩ tới thôn tiểu thạch hoa, kể ra xưng là chú ruột của mình thì cũng chỉ có mấy vị này, có điều cho dù là bọn họ thì cũng chỉ là chú họ, không phải là chú ruột. Trương Dương nói, hắn tên là gì? Phó Trường Trinh nói, Trương Chiến Bị. Trương đại quan nhân gật đầu nói, mời hắn vào. Trương Chiến Bị là con trai của lão gia tử Trương Sĩ Hồng, Trương Dương nên gọi hắn là chú Tám. Không bao lâu sau phó trường trinh dẫn Trương Chiến Bị bước vào, Trương Chiến Bị khi ở thôn Tiểu Thạch Hoa biết đứa cháu này làm quan ở Tân Hải, nhưng hắn không biết Trương Dương không ngờ lại là quan lớn như vậy. Khi đi vào văn phòng của bí thư thị ủy thì bắp chân cũng run run, Trương Chiến Bị trên người mặc quân phục, hạ thân mặc quần lam, chân đi giày giải, giải phóng dính đầy bùn, Bình thường ăn mặc kiểu này thì không thể nào nghênh ngang đi vào văn phòng của bí thư thị ủy được. Tới cửa văn phòng, Trương Chiến bị ngừng lại, cởi giày ra. Trương Dương đã ra cửa đón, vừa hay nhìn thấy cảnh hắn cởi giày, không khỏi cười nói, chú Tám, chú làm cái gì vậy? Trương Chiến bị vẻ mặt đỏ bừng, tràn ngập quẫn bách nói, giày bẩn, à. Bí thư Trương. Trương Dương nói, chú Tám, chú muốn cháu tổn thọ à? Gọi cháu là Trương Dương thôi, cháu là cháu chú, chú khách sáo với cháu như vậy làm gì? đi giày vào đi, bẩn thì cháu sai người cọ. trương chiến bị ư dạ một tiếng, lúc này mới dè dặt đi lại giày giải phóng vào, cọ cọ vài cái ở thềm cửa mới đi vào văn phòng của trương dương. audio điện tử võ tấn bền. trương dương mời trương chiến bị ngồi xuống, bảo phó trường trinh đi pha trà. trương chiến bị ngồi trên sofa trông rất là co quắp, một lát sau mới nhớ tới gì đó từ trong túi lấy ra một hộp thạch lâm, đây là thuốc mà hắn cho rằng là đủ ngon để lấy ra rồi, run run rẩy rẩy muốn đưa cho Trương Dương. Trương Dương cười nói, chú Tám, cháu không hút thuốc lá. Hắn tới cầm một hộp trung hoa được cho Trương Chiến Bị. Trương Chiến Bị chân tay luống cuống nói, Trương, Trương Dương, tôi sao có thể nhận thuốc của cậu? Trương Dương cười nói, khách khí làm gì? Hắn nhìn ra Trương Chiến Bị đang khẩn trương, rút ra một điếu thuốc rồi châm cho Trương Chiến Bị, hút thuốc tuy rằng có hại đối với sức khỏe, nhưng để làm dịu tình tự đang căng thẳng thì vẫn có tác dụng nhất định. Trương Chiến bị cầm thuốc, quả nhiên chấn định hơn rất nhiều, hắn cười nói, Trương Dương, tôi thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới cậu không ngờ là quan lớn như vậy, văn phòng lớn như vậy, lợi hại, lợi hại, lão Trương gia chúng ta cuối cùng cũng có một quan lớn, đúng là tổ tiên phù hộ. Trương Dương cười nói, chú Tám, cháu thì có tính là quan lớn gì đâu, chỉ là cán bộ cấp ban huyện thôi trương chiến bị nói đương nhiên là quan lớn rồi bí thư huyện ủy huyện tây sơn còn không lớn bằng cậu hắn là bí thư huyện ủy cậu là bí thư thị ủy tôi đã gặp một lần rồi hắn đến lô ra lương thị sát trông uy phong lắm các trưởng xã của chúng ta đi theo sau cười bồi nói năng khép năng như cháu hắn vậy nhưng khi bí thư tri bộ thôn của chúng ta nhìn thấy trưởng xã cũng lại giống như cháu chắt đừng nhìn bí thư tri bộ ở trước mặt trưởng xã thì như cháu chắt nhưng ở trước mặt chúng ta thì lúc nào cũng thẳng lưng ưỡn bụng bộ dạng khệnh khẳng đấy. Trương Dương bật cười ha ha, Trương Chiến bị nói năng rất thoải mái. Trương Chiến bị có chút xấu hổ cười nói, Trương Dương. Cậu đừng cười, chú cậu là người trong núi ra, không có văn hóa gì cả, nói chuyện không biết nặng nhẹ. Trương Dương nói, rất tốt mà, người trong nhà, nói chuyện việc gì phải để ý, cứ nghĩ sao nói vậy là được rồi. Lúc này Thường Hải Thiên gọi điện thoại tới, nhắc tới chuyện đấu thầu công khai ngày mai, trương dương nói các anh cứ xem mà làm nếu đã giao cho các anh thì tôi sẽ tín nhiệm các anh trương chiến bị ở bên cạnh nhìn bộ dạng chỉ huy của trương dương trong lòng lại bội phục đứa cháu này thêm vài phần chờ trương dương buông điện thoại trương chiến bị nói trương dương tôi thấy cậu hình như rất bận thôi tôi đi trước đây trương dương nói chú tám chú từ xa tới tân hải ngay cả cơm cũng không ăn mà đã đi rồi ư hắn nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tan tầm rồi bảo trương chiến bị chờ một chút rồi bảo phó trường trinh đi tìm chu sơn hổ đến trương dương nói với trương chiến bị chút tám chúng ta tối nay ăn ở nhà khách thị ủy nhé buổi tối cháu sẽ ăn bài chú ở đó trương chiến bị nói thôi cậu bận rộn như vậy tôi sao không biết xấu hổ mà làm phiền cậu hắn là người rất thật thà trương dương nói không được phép nói không nếu để người trong nhà biết chú tới chỗ cháu mà ngay cả một ngụm rượu cũng không uống đã đi rồi thì ai còn coi cháu là người nhà nữa đi, chúng ta đi ăn cơm, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Trương Chiến bị khá kích động, hắn có chúc thụ sủng nhược kinh, hơn 20 năm trước hắn cũng không biết một đứa cháu như vậy, không ngờ nam đinh duy nhất của Trương gia duy nhất lại có tiền đồ như vậy. Khi Chu Sơn Hổ chạy đến nhà khách thị ủy thì Trương Dương và Trương Chiến bị đều đã đến, Trương Chiến bị nhìn thấy Chu Sơn Hổ thì vui vẻ nói, hổ tử. Chu Sơn Hổ cười ha ha cầm tay Trương Chiến bị, chú Chiến bị, chú sao lại đến đây? Chu Sơn Hổ không biết Trương Dương đã nhận tổ quy tông. Hắn có chút kinh ngạc nói: "Chú cũng biết bí thư Trương à?" Trương Dương nói: "Hắn là chú tám của tôi, cậu nói xem chúng tôi có quen nhau không?" Chu Sơn Hổ nói: "Bí thư Trương, ngài và tôi là đồng hương ư, sao tôi không biết nhỉ?" Trương Dương cười nói: "Chuyện mà cậu không biết còn nhiều lắm, buổi tối có việc gì không?" Chu Sơn Hổ nói: "Vốn có hẹn với Hi Đình đi xem phim, nhưng chú chiến bị tới rồi." tôi không đi nữa, tiếp chú ấy uống rượu. Trương Dương nói, nói một tiếng với hi Đình, cô ta nếu nguyện ý thì cùng nhau đi ăn cơm đi. Chu Sơn Hổ vâng giả rồi đi gọi điện thoại. Phó Trường Trinh đã an bài xong rượu và thức ăn, hắn nhỏ giọng nói một câu vào tai Trương Dương, là phó chủ nhiệm ban chiêu thương kiều mộng viện đang ăn cơm ở bên ngoài. Trương Dương đi ra ngoài, tới đại sảnh quả nhiên nhìn thấy kiều mộng viện đang ngồi ở phía trước cửa sổ ăn cơm trong khoảng thời gian này kiều mộng viện vẫn luôn ở nhà khách thị ủy bình thường đều ăn cơm ở ngay nhà ăn tại đây nhìn thấy trương dương kiều mộng viện cười có nghiệp vụ à trương dương nói sao ăn cơm một mình mà không gọi tôi kiều mộng viện nói tôi quen ăn một mình rồi trương dương nói đi phòng một kiều mộng viện lắc đầu thôi tôi cơm nước xong còn phải về xét duyệt thư đấu thầu ngày mai sẽ chính thức bắt đầu rồi trương dương nói đi đi không có người ngoài đâu, là thân thích của nhà tôi, có phải là muốn tôi kéo cô đi không hả? Kiều mộng viện không lay chuyển được hắn, thở dài nói khẽ tôi ngồi một lát thôi. Trương Dương gật đầu, dẫn Kiều mộng viện tới phòng, Kiều mộng viện nhận ra Trương Chiến bị, lần trước giúp đưa di thể của mẹ ra khỏi thôn tiểu thạch hoa chính là Trương Chiến bị trèo thuyền đưa bọn họ đi. Trương Chiến bị cũng nhớ rõ Kiều mộng viện. Người trong núi chưa bao giờ gặp nữ hài tử xinh đẹp như vậy nên ấn tượng rất sâu, trương chiến bị cho rằng kiều mộng viện là bạn gái của trương dương hắn cười ha ha trong nhất thời không biết nói gì trương dương nói hai người đã gặp nhau rồi nhỉ mộng viện đây là chú tám của tôi kiều mộng viện mỉm cười nói chào chú trương trương chiến bị nói đều là người trong nhà mà ha ha đúng là trai tài gái sắc lần trước tôi đã nhìn ra hai người quả nhiên là một đôi kiều mộng viện bị trương chiến bị nói cho mặt đỏ bừng đang muốn giải thích thì lại nghe Trương Dương nói, chú Tám Anh chú thấy hai chúng cháu xứng đôi không? Trương Chiến bị nói, xứng, xứng, là một đôi thiên tạo địa thiết. Kiều Mộng Viện biết Trương Chiến bị hiểu lầm, nhưng nghe vào vẫn thấy rất vui sướng, cô ta nói khẽ chú Trương, chúng cháu là bằng hữu bình thường thôi. Trương Chiến bị cười nói, tôi biết, tôi biết. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Trương Chiến bị, Kiều Mộng Viện mặt càng đỏ hơn, Chu Sơn Hổ lúc này đã trở lại, đồ ăn cũng được bưng lên, Chu Sơn Hổ rót rượu cho mấy người, Trương Dương rất quan tâm bảo Chu Sơn Hổ đừng rót rượu cho Kiều Mộng Việt, cầm chén rượu lên nói chú Tám, hoan nghênh chú tới Tân Hải. Bọn họ chạm cốc, Trương Chiến bị uống một hơi cạn sạch, hắn cảm khái nói, Trương Dương, trước khi chú Tám tới đây thật sự không biết cậu là quan lớn như vậy, trước khi tôi đến văn phòng cậu cũng không dám vào. Vì sao? Tôi sợ làm mất mặt cậu, tôi chỉ là một nông dân, sợ không với tới bí thư thị ủy như cậu. Trương Dương cười nói, sao lại nói vậy, chú Tám, con người ta không phân cao thấp sang hèn, giữa chúng ta là huyết mạch tình thân, đó là sự thực, chú không muốn nhận đứa cháu này ư. Trương 1812, Lão Giạc Ba Nhận chứ, nhất định phải nhận chứ, Trương Chiến bị sau khi uống vài chén rượu thì nói cũng nhiều hơn, cũng không mất tự nhiên như trước nữa, hắn cười nói, tôi lần này ra khỏi nhà, cha tôi bảo tôi mang theo một túi đồ khô cho cậu nhưng bảo vệ ở cửa không cho tôi mang đồ vào tôi để ở chỗ họ lát nữa cậu đừng quên lấy lại nữa trương dương gật đầu nói ông nội vẫn rất nhớ đến cháu nhớ chứ cả ngày nhắc tới cậu muốn cậu dành thời gian về quê chơi trương dương cười nói nhất định rồi chu sơn hổ kính trương chiến bị một chén rượu chú chiến bị chú là đi ngang qua đây hay là đặc biệt tới đây trương chiến bị nói sao có thể đi ngang qua được đi thêm nữa về hướng đông là biển lớn, tôi lại không muốn tới Đông Hải Long Cung. Mấy người đều bật cười. Trương Chiến bị nói, tôi là đến làm công trình, trong thôn chúng ta lần này có hơn 20 người đi theo tôi, đều làm công trình ở khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Dương nói, chú Tám, có chỗ nào cần cháu giúp không? Trương Chiến bị lắc đầu nói, không, thực sự không cần, tôi chỉ làm công trình nhỏ thôi, cậu không cần phải giúp, khi tôi ra khỏi nhà, ông nội cậu đặc biệt dặn dò tôi không có chuyện gì thì đừng làm phiền cậu trương dương nói nếu có vấn đề thì cứ nói với cháu ở tân hải cháu vẫn có thể giúp chú giải quyết một số vấn đề trương chiến bị nói tôi biết nhưng tôi có thể giải quyết được hôm nay tới đây không phải nhờ cậu làm gì chỉ là muốn gặp cậu thôi lão trương nhà chúng ta đến đời cậu thì chỉ có một nam đinh thôi kiều mộng viện dùng trà thay rượu kính hắn chú trương cảm ơn chú lần trước đã hỗ trợ Trương Chiến bị uống chút rượu vào, nói chuyện cũng tùy tiện hơn, ha ha, đều là người một nhà, cô là đối tượng của cháu trai tôi, sớm muộn gì cũng là người của lão Trương nhà chúng tôi, người một nhà khách khí cái. Kiều Mộng Viện xấu hổ đến mặt đỏ bừng, dư khóe mắt nhìn thấy Trương Đại Quan Nhân đang tuét miệng cười, cô ta không khỏi giận chó đánh mèo Trương Dương, ở dưới bàn nhấc chân đá Trương Dương một cái. Chu Sơn Hổ chỉ coi như không nhìn thấy gì, cắm đầu ăn cơm. Trương Dương nói, chú Tám à, Chú sống ở đâu? Công trường có ký túc xá. Tối nay ở lại đây nhé." Trương Chiến bị nói, "Không, lát nữa tôi sẽ về ký túc xá công trường, sáng sớm mai còn phải bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc." Hắn nghiện rượu không nhẹ, lại uống thêm một chén, nhìn Kiều Mộng Viện, hắn nhớ tới một chuyện, đúng rồi, lần trước người tạ thế là mẹ cô à?" Kiều Mộng Viện gật đầu nói, "Vâng." Trương Chiến bị nói, "Lúc ấy tôi không nhớ ra, sau khi cô đi rồi tôi mới nhớ ra." Mẹ cô năm đó đã tới thôn tiểu Thạch Hoa của chúng tôi. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, "Chú Trương, lúc ấy chú còn rất nhỏ mà sao nhớ rõ như vậy?" Trương Chiến bị nói, "Lúc ấy tôi 12 tuổi rồi, phải nói là vì trong sơn thôn của chúng tôi chưa bao giờ có cô nương thành phố xinh đẹp như vậy tới, và lại cô giống mẹ cô nên tôi nhớ rõ. Khi bà ta đến thôn của chúng tôi, thôn chúng tôi rất oanh động, đều đi theo nhìn, vẻ sau nói là cô ta tới tìm thanh niên trí thức họ Tiêu." Kiều Mộng Viện nói, thanh niên trí thức họ Tiêu. Tiêu Minh Hiên là cha cô à? Lúc ấy mẹ cô chính là đối tượng của hắn. Trương đại quan nhân muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi, hắn thật sự là dở khóc dở cười, chuyện này hắn vẫn luôn giấu Kiều Mộng Viện, không ngờ ông chú tám này của mình uống chút rượu vào là nói ra hết. Kiều Mộng Viện thông minh thế nào chứ, lúc này đã biết Trương Dương có rất nhiều chuyện giấu mình, mắt lườm Trương Dương, rõ ràng lộ ra vẻ bất mãn trương đại quan nhân cười nói chú tám chú uống say rồi trương chiến bị nói tôi không uống say chút rượu này không quật ngã được tôi đâu người của trương gia chúng ta đều có tử lượng tốt trương dương cười cười kiều mộng viện nói chú trương chú biết tiêu minh hiên đó hiện giờ đang ở đâu không trương chiến bị lắc đầu không biết từ sau khi các thanh niên trí thức lục tục rời đi thì chỉ còn mỗi trần ái quốc ở lại trong thôn những người khác đều đã mất liên lạc Người ta đều là người thành phố, chẳng ai nhớ tới đám quê mùa chúng tôi cả." Trương Dương cười nói, "Chú tám, cháu thấy không nhất định là người ta không nhớ tới chú, chú ở trong lòng cũng bài xích người thành phố mà." Trương Chiến bị nói, "Trước đây trước đây không tiếp xúc nhiều với người ta, rất nhiều người ấn tượng đều đã mơ hồ, chẳng ai nhớ được tôi cả." Trương Chiến bị lại uống thêm vài chén rượu, cảm giác ngà ngà say, trong đầu hắn vẫn tỉnh táo, sợ uống say thì thất thố liền đứng dậy cáo từ. Trương Dương bảo Chu Sơn hổ tiến hắn. Kiều Mộng Viện và Trương Dương cùng nhau rời khỏi nhà ăn, nhìn Trương Chiến bị đã đi xa, cô ta nói khẽ chuyện này anh có biết hay không? Trương đại quan nhân biết rõ còn giả vờ hồ đồ, chuyện gì cơ? Kiều Mộng Viện nói, chuyện của Tiêu Minh Hiên. Trương Dương nói, tôi cũng mới nghe nói thôi, có điều chú tám này của tôi lúc ấy mới bao lớn, một đứa bé mà thôi, lời chú ấy khó tin được lắm. Kiều Mộng Viện nói, cũng đúng. Luận tâm kế thì chú tám của anh khẳng định không bằng anh. Trương đại quan nhân nói, Mộng Viện, tôi sao nghe lời này của ô có ý tứ châm chọc tôi nhỉ? Kiều Mộng Viện nói, anh là bí thư thị ủy, tôi chỉ là lính đánh thuê của anh. Tôi nào dám nói móc anh." Cô ta có chút mệt mỏi nói, tôi trở về nghỉ ngơi đây." Trương Dương nói, còn sớm mà, tán gẫu với tôi một lát. Tôi mệt mỏi rồi." Kiều Mộng Viện xua tay đi về phía chỗ ở của cô ta. Trương đại quan nhân đoán được những lời của chú tám trương chiến bị vừa rồi nhất định khơi dậy lòng nghi ngờ của Kiều Mộng Viện, nói không chừng Kiều Mộng Viện đã hoài nghi tiêu minh hiên này chính là cha ruột của cô ta. Trương đại quan nhân đương nhiên không thể nói thẳng ra tình hình thực tế mà hắn tra được, không phải hắn dắp tâm muốn giấu, mà là hắn xuất phát từ từ mục đích bảo hộ Kiều Mộng Viện. Trương Dương cho rằng những chuyện quá khứ này, Kiều Mộng Viện biết đến càng ít thì càng ít bị thương tổn. Hắn muốn tận hết khả năng của mình để bảo vệ Kiều Mộng viện không phải chịu quá nhiều thương tổn nữa. Hội đấu thầu rót vốn vào công trình và cải tạo xây dựng lại cảng được bắt đầu vào 9 rưỡi sáng ngày hôm sau, Trương đại quan nhân tuy rằng đã để chuyện này cho bọn Kiều Mộng viện đi làm, nhưng nghĩ tới ý nghĩa tương lai của sự kiện này đối với khu bảo lưu thuế nhập khẩu, hắn vẫn tự mình tới hiện trường một chuyến, khi Trương Dương đến hiện trường hội đấu thầu thì đã 9 giờ 35 phút, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên không hề nhìn thấy ai Aisoria ở hiện trường nhìn thấy Trương Dương tới hiện trường, Thường Hải Thiên và Kiều Mộng Viện đứng dậy, mời vào trong ngồi, Trương Dương cười cười, nói với Thường Hải Thiên, tới đây tới đây là để cổ động cho các anh, đừng bảo tôi phát biểu gì đấy. Thường Hải Thiên nói khẽ, đến bây giờ người của tập đoàn Tinh Nguyệt vẫn chưa tới. Trương Dương nói khẽ thông chi cho bọn họ chưa? Kiều Mộng Viện ở bên cạnh nói, tôi tối hôm qua còn đặc biệt gọi điện thoại cho đại biểu Isuria của Tinh Nguyệt, cô ta nói sẽ tới hội trường trước, nhưng... Thường Hải Thiên nói, không ngờ cô ta một chút quan niệm thời gian cũng không có. Phía dưới truyền đến một giọng nói của nam tử, "Bí thư Trương, đấu thầu hôm nay mấy giờ thì bắt đầu? Đã qua thời gian dự định 10 phút rồi." Trương Dương cười nói, "Anh đừng hỏi tôi, chuyện hôm nay do chủ nhiệm Thường và chủ nhiệm Kiều làm chủ, tôi tới đây là để cổ động." Hắn từ trong đám người tìm được Nguyên Hòa Hạnh Tử, vẫn trước sau như một tao nhã đoan trang, khí định thần nhàn. Trương Dương khi nhìn cô ta thì ánh mắt của cô ta vừa hay cũng nhìn Trương Dương, mỉm cười tươi tắn. Trương đại quan nhân cũng cười lại, Kiều Mộng viện thấp giọng thương lượng với Thường Hải Thiên, đợi thêm mấy phút nữa, bí thư Trương, ngài nói vài câu với mọi người đi. Kiều Mộng viện là muốn lợi dụng phương thức này để kéo dài thời gian, chờ đại biểu của phía tập đoàn Tinh Nguyệt thêm một lát, Kiều Mộng viện sở dĩ cho phía Tinh Nguyệt cơ hội, không phải bởi vì trong lòng cô ta nghiêng về phía Tinh Nguyệt. Mà là cô ta không muốn nhìn thấy cảnh gia tộc Nguyên Hòa một nhà độc đại, tuy rằng gọi là đấu thầu công khai, trên thực tế người có năng lực cạnh tranh nhất chính là hai nhà Tinh Nguyệt và Nguyên Hòa. Nếu Tinh Nguyệt không đến, như vậy Nguyên Hòa hạnh tử sẽ có được hạng mục công trình cải tạo và xây dựng cảng với giá cực thấp, đối với phía Tân Hải mà nói thì hiển nhiên là bất lợi. Chỉ có cạnh tranh mới có thể khiến Tân Hải có được lợi ích lớn nhất. Trương đại quan nhân hắng giọng, hắn cười nói, nếu như vậy thì tôi nói vài câu. Lần này công trình đấu thầu cảng Phước Long đối với xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu có ý nghĩa trọng đại, cảng Phước Long là một bộ phận quan trọng để chúng ta xây dựng trung tâm hậu cần nhất lưu ở châu Á. Trước đây cảng Phước Long ở Bắc Cảng từng có địa vị không thể thay thế, nhưng mấy năm nay sự phát triển của cảng Phước Long thủy chung rất chậm, hơn nữa Bắc Cảng có cảng mới hiện đại hóa công nghệ cao, cho nên quang mang của cảng Phước Long dần dần trở nên ảm đạm. Khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở Tân Hải khiến Tân Hải có một lần cơ hội vụt bay mới. Đối với cảng Phước Long mà nói thì cũng là một lần kỳ ngộ niết bàn trùng sinh, chúng ta phải nắm lấy lần kỳ ngộ này, cải tạo cảng Phước Long trở thành một cảng hoàn toàn mới, hiện đại hóa, công nghệ cao, chúng ta lần này mở rộng cải tạo công trình, chẳng những phải ở phương diện phần cứng tạo ra tiêu chuẩn nhất lưu quốc tế, còn phải ở phương diện phần mềm, trong quản lý và phục vụ đạt tới trình độ nhất lưu quốc tế. Để cảng Phước Long trở thành cửa lớn ra vào của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, khiến toàn tỉnh, toàn quốc thậm chí thế giới đều biết tới sự mở cửa và sức sống của Tân Hải chúng ta. chương 1813, Lão Giạc 4 Trương Đại Quan Nhân còn chưa nói xong thì hiện trường đã vang lên tiếng vỗ tay, Trương Đại Quan Nhân nhìn lại, người vỗ tay là Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta vừa vỗ tay, mọi người chung quanh đều vỗ tay theo, lời nói của Trương Đại Quan Nhân tất nhiên bị tiếng vỗ tay ngắt quãng. Trương Đại Quan Nhân mỉm cười hai tay làm động tác hạ xuống, ý bảo mọi người dừng vỗ tay, hắn còn nói tiếp. Nguyên Hòa Hạnh tử lại, bí thư trương, ngài nói rất hay, khiến chúng tôi càng chờ mong ngày mai của Tân Hải, nhưng xin hỏi đấu thầu hôm nay lúc nào mới có thể bắt đầu. Trương Dương cười nói, Nguyên Hòa phu nhân không hờ được à. Nguyên Hòa Hạnh tử mỉm cười nói, bí thư trương nhật lý vạn cơ, chúng tôi không dám làm mất nhiều thời gian của ngài, hiện tại đã 10 giờ rồi, xin hỏi hội đấu thầu hôm nay có cử hành đúng giờ không? Thái độ của thái độ tuy rằng ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại giấu giếm vẻ sắc bén trương đại quan nhân biết chiến lược kéo dài thời gian của mình đã bị nguyên hòa hạnh tử nhìn thấu rồi nếu hắn tiếp tục kéo dài th người khác khẳng định sẽ cho rằng hắn thiên vị tuy rằng trong lòng hắn đúng là có nghiêng về phía tập đoàn tinh nguyệt nhưng thân là bí thư thị ủy tân hải hành vi của hắn phải công bình công chính phải dựa theo quy tắc mà làm việc trương đại quan nhân có chút hối hận sớm biết rằng hiện trường xuất hiện loại tình huống này thì hắn căn bản là không nên đến Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, chúng tôi vốn đã định để hội đấu thầu bắt đầu vào 10 giờ, xem ra mọi người đều đã nóng lòng rồi, ngay cả bài diễn thuyết kích của Bí Thư Trương cũng không muốn nghe. Hiện trường truyền đến tiếng cười, thật ra Nguyên Hòa Hạnh Tử vừa rồi ngắt bài diễn thuyết của Trương Dương có chút là được lễ phép, rất nhiều người tuy rằng vỗ tay phụ họa, nhưng bọn họ không dám tùy tiện lên tiếng, người tới đấu thầu tuy rằng rất nhiều, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ mình chỉ là nhân vật phụ, Gia tộc Nguyên Hòa và tập đoàn Tinh Nguyệt mới là nhân vật chính. Kiều Mộng Viện tuyên bố đấu thầu chính thức bắt đầu, Trương Đại Quan Nhân lấy cớ có việc đứng dậy rời khỏi, dù sao hắn cũng coi như là miễn cưỡng phát biểu xong rồi, về phần kết quả cuối cùng thì không cần hỏi hắn cũng đã, khẳng định là gia tộc Nguyên Hòa có được quyền cải tạo công trình và mở rộng cảng Phước Long. Trương Dương chỉ là có chút không nghĩ ra, Tinh Nguyệt rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì mà từ bỏ cuộc cạnh tranh lần này? điều kiện các mặt của bọn họ so với gia tộc nguyên hòa thì có có sức cạnh tranh hơn nếu cạnh tranh công bình công chính thì phải nói khả năng tinh nguyệt thắng lớn hơn trương đại quan nhân rời khỏi hiện trường lập tức gọi điện thoại cho ai nhưng từ trong ống nghe truyền đến xin lỗi số di động mà ngài gọi hiện tại không liên lạc được trương dương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn nhớ tới bối cảnh của gia tộc nguyên hòa nhớ tới chuyện phục bộ nhất sinh tập kích mình trước đó trương đại quan nhân bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có chút không ổn hắn không thèm chờ đợi kết quả cuối cùng, vội vàng lái xe tới khách sạn thế kỷ. Trương Dương lo lắng Nguyên Hòa sẽ dùng thủ đoạn trái phép để đối phó Isuria, hòng mưu cầu đạt được thắng lợi trong cạnh tranh. Sự thật chứng minh lo lắng của Trương Đại Quan Nhân quả nhiên không phải dư thừa, sốria gặp phiền toái thật, cô ta và hai vị trợ lý khi từ khách sạn thế kỷ tới nơi đấu thầu thì vừa mới ra cửa đã gặp vấn đề, thang máy mà bọn họ đi kẹt giữa tầng 13 và 12, không lên không xuống được, bởi vì lo lắng tới muộn, bọn họ còn đặc biệt tới sớm, 6 rưỡi đã xuất phát rồi, nhưng ba người bị nhốt trong thang máy hơn 3 tiếng đồng hồ, công nhân sửa chữa thang máy 10 giờ mới tới hiện trường, chờ cứu được bọn họ ra khỏi thang máy thì đã 12 giờ mất rồi. Khi trương đại quan nhân chạy đến khách sạn thế kỷ thì Isuria vừa mới từ trong thang máy đi ra, chuyện thứ nhất cô ta nghĩ đến sau khi ra ngoài là gọi điện thoại cho Trương Dương, xem chuyện đấu thầu còn có thể vãn hồi hay không. Điện thoại vừa mới nối thì cô ta liền nhìn thấy trương dương đang đi tới chỗ mình. Ai sốria dập máy chạy về phía trương dương. Trương Dương, vừa rồi chúng tôi gặp sự cố, cho nên không thể kịp thời chạy đến hiện trường đấu thầu. Trương Dương cười nói, tôi biết rồi, thôi, về sau còn có cơ hội mà. Ai sốria nghe thấy trương dương nói như vậy thì lập tức minh bạch chuyện đấu thầu đã được quyết định rồi, tinh Nguyệt đã đánh mất cơ hội lần này. Cô ta có chút chán nản nói, trương Dương. Nhưng thang máy của chúng tôi gặp vấn đề, bị kẹt ở bên trong hơn 5 tiếng, trong thang máy lại không có tín hiệu, chúng tôi không thể liên lạc với bên ngoài được. Trương Dương nói, hội đấu thầu đã xong rồi, chuyện này để sau hắn nói. Nhìn thấy Aisuria bình an vô sự, Trương Đại Quan Nhân trong lòng mới thấy yên tâm, bất kể là như thế nào thì ít nhất Aisuria cũng không bị tổn thao gì hết, Trương Đại Quan Nhân giờ mới nghĩ sao trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ là có người cố ý động tay động chân khiến Aisuria không thể chạy đến hiện trường đúng giờ. Trong đầu Trương Dương hiện ra bộ dạng của Nguyên Hòa Hạnh Tử, nếu tất cả thực sự là cô ta bày ra, như vậy cô ta cũng quá âm hiểm rồi. Trong lòng Trương Dương giống như bị kim đâm, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể thực sự tách Nguyên Hòa Hạnh Tử và cố dai đồng ra với nhau, vì sao dưới dung mạo giống nhau lại là hai trái tim thiện ác bất đồng như vậy. Tình tự của Aisuria không khỏi bị một chút ảnh hưởng, đấu thầu lần này cô ta vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng không ngờ một sự bất ngờ khiến bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trương Dương an ủi cô ta, khu bảo lưu thuế nhập khẩu còn có rất nhiều hạng mục chiêu thương, tiền cảnh cũng không dưới cải tạo và mở rộng cảng Phước Long, cô có thể tới nói chuyện với chủ nhiệm kiều của ban chiêu thương chúng tôi. Ai Ria nói, nhưng tinh nguyệt là làm mậu dịch hải cảng, cái khác không phải là sở trường của tinh nguyệt. Cô ta thở dài, chán nản nói, cảm ơn anh đã tới, tôi phải báo cáo chuyện này với tổng bộ. Trương Dương gật đầu, sau khi chia tay Aisuria, hắn trực tiếp tới trung tâm hành chính của thành phố Bắc Cảng, cung kỳ vĩ thượng nhiệm không lâu, theo lý nên tới văn phòng của phó bí thư cung bái phòng hắn. Cung kỳ vĩ tối hôm qua uống không ít, hôm nay cảm thấy dạ dày có chút không ổn, buổi trưa tùy tiện ăn chút gì đó ở căn tin cơ quan, rồi trở về văn phòng của mình xem giấy tờ, hạng thành không giao cho hắn công tác quan trọng gì, mà cung kỳ vĩ vừa hay có thể trong khoảng thời gian này làm quen một chút với tất cả chung quanh. Trương Dương đến khiến Cung Kỳ Vĩ có chút ngạc nhiên, hắn trách cứ, tối hôm qua không tới tham gia yến hội hoan nghênh tôi, hôm nay lại chạy tới làm gì? Trương Dương cười nói, tôi là đặc biệt tới đây chúc mừng bí thư Cung thượng nhiệm. Cung Kỳ Vĩ nói, một phó bí thư phụ trách lịch sử đảng, mà trận thống nhất thì có gì mà đáng chúc mừng? Sau khi tới Bắc Cảng đã bắt đầu không thuận lợi rồi. Trương Dương nghe Cung Kỳ Vĩ nói như vậy thì không khỏi bật cười. Cung kỳ vĩ cũng bật cười, thằng nhóc cậu chê cười tôi hả? Trương Dương nói, không phải chê cười, là cao hứng cho ngài. Bí thư hãng xót anh, không quên để anh nghỉ ngơi, nếu không thì anh có thời gian ở đây đọc giấy tờ à? Đúng rồi, sao không thấy thư kỳ của anh, thị lý sẽ không keo kiệt như vậy chứ, ngay cả thư ký cũng không cấp cho anh à? Cung kỳ vĩ nghe hắn nhắc tới chuyện này thì không khỏi thở dài, vốn tôi muốn điều quách kiệt thắng tới, nhưng cha hắn đột nhiên trúng gió, nhà hắn lại chỉ có mỗi hắn là nam đinh nếu tôi lôi hắn tới đây thì anh chiếu cố cha hắn trương dương nói chẳng trách nói trung hiếu không thể lưỡng toàn thư ký quách lần này xem ra chắc vì hiếu đạo mà từ bỏ lòng trung thành với anh rồi cung kỳ vĩ nói ai mà không có chỗ khó của mình quách kiệt thắng là một đại hiếu tử đây cũng là chỗ mà tôi thích ở hắn hắn cũng không không nói không tới nhưng tôi dẫu sao không thể biết rõ người ta có việc mà vẫn gia tăng áp lực cho người ta được cậu nói xem đúng không Trương Dương nói, vậy cũng không thể làm tư lệnh không có quân được. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi đang nghĩ đây, nếu không ổn thì phải từ ban thư ký chọn ra một người dùng tạm vậy. Trương Dương nói, thư ký cũng không thể chọn tùy tiện được, vãn nhất anh chọn phải một tên nằm vùng, nhất cử nhất động của anh đều lọt vào mắt hắn, vậy sau này anh muốn khai triển công tác cũng khó lắm. Cung Kỳ Vĩ nói, làm bất kỳ chuyện gì cũng không dễ dàng, không ngờ tìm thư ký cũng khó như vậy trương dương nói tôi cũng có nhân tuyển cũng không biết anh có nguyện ý hay không cung kỳ vĩ nói ai nói ra nghe thử đi trương dương nói thư ký của đỗ thiên giã ngày xưa giang nhạc thông minh lanh lợi chỉ là năm đó không chịu nổi dụ hoặc phạm phải một sai lầm nhỏ về sau lại bị đỗ thiên giã đuổi việc hiện tại lăn lộn rất khổ ở giang thành chỉ sợ là không có ngày xuất đầu cung kỳ vĩ nói thì ra là cậu muốn đề cử một người từng phạm sai lầm với tôi chương 1814, ai tới gánh vác một. Trương Dương nói, đời người có ai mà chưa từng phạm sai lầm, cho dù là anh Minh như bí thư cung cũng không thể nói anh tất cả mọi chuyện đều đúng được. Phạm sai lầm không quan trọng, quan trọng là muốn sửa đổi, ngã một lần thì khôn ra một chút, Giang Nhạc có kinh lịch vấp ngã lần trước, lần này khẳng định sẽ học khôn. Cung Kỳ Vĩ nói, nếu thực sự có năng lực thì đương nhiên có thể, chỉ sợ thằng nhóc cậu nói ngoa thôi. Trương Dương nói, tôi nói cũng vô dụng, là lừa hay là ngựa thì phải kéo ra đi thử, anh nếu cảm thấy được thì tôi lát nữa sẽ gọi Giang Nhạc tới, anh nếu cho rằng hắn quá khứ từng phạm sai lầm, bởi thế mà cố kỵ thì thôi vậy. Cung kỳ vĩ hiện tại trong tay quả thực không có người để dùng, bác cảng khẳng định không thiếu thư ký, nhưng hắn lại không muốn dùng, Giang Nhạc mà Trương Dương đề cử hắn chưa từng tiếp xúc, có điều Giang Nhạc này nếu từng là thư ký của bí thư thị ủy Giang thành đỗ thiên giã, theo lý thì trình độ chắc không thấp, Trương Dương nói rất đúng, Ai mà không từng phạm sai lầm, dù sao cũng phải cho người ta một cơ hội sửa sai chứ. Nghĩ đến đây Cung Kỳ Vĩ gật đầu nói, "Trương Dương, chuyện này giao cho anh, anh gọi Giang Nhạc đi, tôi trước tiên gặp mặt hắn đã, xem trình độ của hắn rốt cuộc thế nào." Trương Dương cười nói, "Yên tâm đi, người mà tôi đề cử cho anh tuyệt đối không tồi." Cung Kỳ Vĩ nói, "Tôi nghe các anh hôm nay công khai đấu thầu cảng Phước Long, kết quả thế nào?" Trương Dương thở dài nói, "Tinh Nguyệt không tới, cho nên chỉ có tập đoàn Nguyên Hòa tham dự bỏ thầu. Cung kỳ vĩ ồ một tiếng, hắn nói khẽ thế không phải cuối cùng hoa rơi vào trong tập đoàn Nguyên Hòa hư. Trương Dương nói, không nói chuyện này nữa, vừa nghĩ tới chuyện này thì tôi lại bực. Trương Dương rời khỏi thị ủy, còn chưa ra tới cửa lớn thì liền nhận được điện thoại của Tiêu Mân Hồng, cô ta mời Trương Dương đi uống trà trưa. Trương Dương uyển chuyển từ chối, tôi lúc này không rảnh, đang họp ở Tân Hải. Tiêu Mân Hồng bật cười, bí thư trương, ngài nói dối mà không sợ mũi dài ra à? Trương Dương nói, tôi sao lại nói dối? Tiêu Mân Hồng nói, anh nhìn về phía đông đi. Trương Đại Quan Nhân xoay người nhìn về phía đông, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Mân Hồng đang đứng đó, một tay cầm điện thoại, một tay vẫy hắn. Trương Đại Quan Nhân bị người ta trực tiếp vạch trần nói dối, nhưng lại không cả thấy xấu hổ chút nào. Hắn cười ha ha đi tới, mạch kỳ nhi, tới sớm thế. Tiêu Mân Hồng cảm thấy kinh ngạc, bí thư trương, anh trước đây chưa từng gọi tôi như vậy trương đại quan nhân rất nghiêm túc nói đó là bởi vì trước đây quan hệ của hai chúng ta chưa đến mức như vậy tiêu mân hồng cười nói tôi cũng muốn trèo cao lắm nhưng sợ trèo cao thì ngã đau trương dương quan sát cô ta từ trên xuống dưới cô tới đây có việc à tiêu mân hồng gật đầu chút việc nhỏ thôi vừa hay nhìn thấy anh trương dương nói hôm nay cảng phước long đấu thầu các cô sao không tới tiêu mân hồng nói chú tôi giao chuyện bảo thầu cho phía tập đoàn nguyên hòa cho nên chúng tôi không tới hiện trường cuối cùng ai thắng cô ta hiển nhiên là đang biết rõ còn cố hỏi trương dương nói còn phải hỏi ư đương nhiên là đồng bọn hợp tác của các cô rồi tiêu mân hồng nói bí thư trương hình như không cao hứng lắm trương dương nói tôi cũng không phải là không cao hứng chỉ là trường hợp cạnh tranh kịch liệt mà tôi chờ mong lại không xuất hiện trong lòng tôi có chút mất mát thôi Tiêu Mân Hồng nói: "Đi thôi, chúng ta tới Kim Sắc Cảng Loan uống trà trưa, vừa uống vừa nói chuyện." Trương Dương nói: "Tôi còn đang trong thời gian làm việc." Tiêu Mân Hồng nói: "Dù sao ở Tân Hải cũng không ai dám chấm công anh mà." Trương Dương và Tiêu Mân Hồng cùng nhau tới khách sạn Kim Sắc Cảng Loan, Tiêu Mân Hồng mời hắn tới ban công, sai người pha một bình trà ngon, ngồi dưới ánh nắng sau trưa, cả người đều cảm thấy vô cùng lười biếng, Tiêu Mân Hồng cầm chén trà lên, một đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép thần thái lộ ra có chút quyến rũ ôn nhu nói bí thư trương có phải có chút thành kiến với tập đoàn nguyên hòa hay không trương dương cười nói tại sao lại nói vậy tiêu mân hồng nói tôi nhìn ra được trương dương nói tôi là bí thư thị ủy tân hải tôi không thể có thành kiến với bất kỳ một nhà đầu tư nào trong chuyện công khai đấu thầu tôi là hy vọng xuất hiện cảnh trăm nhà đua tiếng tiêu mân hồng cười nói anh đương nhiên hy vọng rồi người cạnh tranh càng nhiều thì giá sẽ lên ảo ảo, cuối cùng các anh có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Trương Đại Quan Nhân nói, Mạch Kỳ Nhi, tôi phát hiện thương nhân các cô đều thích dùng tiêu chuẩn buôn bán để đánh giá một người, tôi ở trong lòng cô không kém vậy chứ. Tiêu Mân Hồng gắt, bí thư trương, anh rất không phúc hậu, lời này có phải nói thương nhân chúng tôi đều rất kém hay không? Trương Dương nói, nói chuyện với những thương nhân thành công như cô thật đúng là lao lực, một vấn đề đồng dạng, nhưng trọng điểm mà chúng ta nhìn thấy lại không giống nhau. Tiêu Mân Hồng nói, anh là nói, thương nhân chúng ta làm việc gì cũng lấy lợi ích làm đầu. Trương Dương cười nói, tôi không nói, dù sao khi chúng ta nói chuyện thì tôi cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Đâu có, anh có phát hiện hay không, anh một chút tinh thần khiêm nhượng cũng không có, tôi chỉ chiếm một chút thượng phong trên miệng lưới thôi, nhưng anh lập tức đã liền bắt đầu bất bình rồi. Trương Dương nói, mẹ kỳ nhi, tôi hỏi cô một chuyện, Cô rốt cuộc hiểu được bao nhiêu về tập đoàn Nguyên Hòa? Tiêu Mân Hồng lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng chú tôi thì hiểu, căn cứ vào ấn tượng của tôi đối với Nguyên Hòa phu nhân thì người này rất thực tế, cũng rất khôn khéo. Trương đại quan nhân uống trà, không nói gì. Tiêu Mân Hồng nhìn Trương Dương, nói khẽ tôi nghe nói bộ dạng của Nguyên Hòa phu nhân rất giống với đại tiểu thư của Cố gia. Trương Dương cười nói, quả thực là giống nhau như đúc ôi còn nghe nói anh lấy lễ phong thê để đối đãi với đại tiểu thư của cố gia. Trương Dương nói, cô còn từng nghe nói gì nữa? Tiêu Mân Hồng cười nói, bí thư Trương đừng để ý, lòng hiếu kỳ của nữ nhân luôn rất mạnh. Trương Dương hạ chén trà xuống, nói thật ra bất kể công trình cải tạo và mở rộng cảng Phước Long rơi vào tay ai, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần nhà đầu tư có thể thực hiện được nội dung đã hứa trong giấy đầu thầu, chỉ cần có thể giúp Tân Hải phát triển lên thì tôi đều sẽ coi người đó là bằng hiếu tiêu mân hồng nói bí thư trương có ẩn ý ngài đang hoài nghi thành ý của chúng tôi trương dương nói vậy thì cũng không phải tóm lại việc hôm nay khiến trong lòng tôi có chút không thoải mái tiêu mân hồng cười nói bí thư trương ngài đừng không thoải mái trong phát triển tân hải chúng tôi và ngài có suy nghĩ chung chỉ cần có thể phát triển được tân hải thì sự đầu tư của chúng ta mới có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích nói cách khác mục tiêu và lợi ích của chúng ta là nhất trí trương dương gật đầu mọi người cùng nhau nỗ lực lên tiêu mân hồng nói tối nay tôi và mộng viện hẹn ăn cơm cùng nhau bí thư trương đi cùng nhé trương dương lắc đầu nói thực sự là không có thời gian tôi buổi tối còn phải tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu thị sát công tác xây dựng cơ sở tiêu mân hồng nói buổi tối còn công tác à trương dương nói những cán bộ quốc gia chúng tôi thời gian không phải là của mình nơi nào cần là chúng tôi tới đó Câu này của Trương Dương còn nói chưa xong thì điện thoại trên bàn của hắn đã vang lên, lại là cục trưởng công an thành phố Tân Hải Trình Diễm Đông gọi tới. Trương Dương cười khổ nói với Tiêu Mân Hồng, nhìn thấy chưa, hiện tại tôi cho dù là ngồi yên một lát cũng không được. Hắn cầm điện thoại lên, nghe thấy Trình Diễm Đông ở bên kia tràn ngập lo lắng nói, "Bí thư Trương, đã xảy ra chuyện rồi." Trương Dương nhíu mày, Trình Diễm Đông rất ít khi biểu hiện ra vẻ hoang mang như vậy, tính tình của hắn xưa nay rất trầm ổn là người mà dù Thái Sơn sập trước mắt cũng không đổi sắc, nhưng hôm nay lại có chút thất thường, Trương Dương nói, làm sao vậy? Trình Diễm Đông nói, nội tạng của Đồng Chính Dương xuất huyết nhiều, chỉ sợ có nguy hiểm tới tính mạng. Trương Dương ngạc nhiên nói, sao đột nhiên lại như vậy? Trình Diễm Đông nói, Văn Hạo Nam buổi sáng hôm nay thẩm vấn hắn, ngài bảo tôi phối hợp điều tra công tác với hắn, nhưng hắn sau khi đưa người về thì xảy ra loại chuyện này. Trương Dương tức giận nói, hắn lạm dụng tư hình ư. Trình Diễm Đông nói, Bí Thư Trương, chuyện này để lát nữa hắn nói, ngài hay là mau tới đây đi, bệnh viện nói vấn đề của đồng chính Dương có vẻ nghiêm trọng, chỉ sợ có nguy hiểm tới tính mạng. Trương Dương chẳng buồn giải thích với Tiêu Mân Hồng, cáo từ xong thì lập tức rời khỏi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân không khỏi giận dữ, chính là hắn phân phó Trình Diễm Đông phối hợp với công tác điều tra của Văn Hạo Nam, nếu chuyện của đồng chính Dương thực sự là Văn Hạo Nam làm ra, như vậy thì tên anh trai này thật đúng là không ra gì, hiện tại mấu chốt của sự việc là Đồng Chính Dương có giữ được tính mạng hay không. Trương Dương lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện nhân dân thành phố Tân Hải, chỉ cần hắn kịp thời chạy đến nơi thì chắc có thể cứu được tính mạng của Đồng Chính Dương, nhưng người định không bằng trời định. Khi Trương Dương tới ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện nhân dân thành phố Tân Hải thì phẫu thuật đã xong, tuy rằng phía bệnh viện đã phái ra tất cả lực lượng tinh nhuệ, nhưng vẫn không thể cứu lại được tính mạng của Đồng Chính Dương chương 1815, ai tới gánh vác hai. Trình diễm đông sắc mặt tái nhợt, trương đại quan nhân sắc mặt xanh mét, hắn nói khẽ, rốt cuộc là thế nào. Trình diễm đông lắc đầu, cùng hắn xuống vườn hoa ở dưới bệnh viện, hai người ngồi xuống ghế băng, trình diễm đông nói, buổi sáng văn hạo nam thẩm vấn hắn, nói là muốn hỏi một số chuyện về huynh đệ Đinh Cao Sơn, tôi cân nhắc tới quan hệ của mọi người, và lại hắn còn là thính tỉnh phái xuống, cho nên đồng ý, căn cứ vào lời nói của nhân viên trại tạm giam, khi đồng chính Dương bị đưa về thì gào thét kêu đau bụng, lúc ban đầu người phụ trách trực ban không chú ý, không bao lâu sau thì đồng chính Dương lăn lộn dưới đất. Sắc mặt tái nhợt, kêu thảm thiết không thôi, bọn họ lúc này mới coi trọng, đưa đồng chính Dương tới bệnh viện, trên đường bệnh tình của đồng chính Dương chuyển biến đột ngột, xuất hiện bệnh trạng lên cơn sốc, tiến vào phòng phẫu thuật không bao lâu thì chết. Trương Dương nói, tôi trước đó không phải đã nói với anh rồi ư? phối hợp với công tác của Văn Hạo Nam, nhưng nhất định phải giám sát toàn bộ quá trình, anh có làm vậy hay không? Trình Diễm Đông nói, tôi phái đào Minh Thanh đi cùng, nhưng Văn Hạo Nam yêu cầu một mình thẩm vấn, sau đó thì xảy ra chuyện này. Trương Đại Quan Nhân nổi trận lôi đình, hắn lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bấm số của Văn Hạo Nam. Văn Hạo Nam ở đầu kia điện thoại trả lời rất bình thường, Trương Dương, tìm tôi có việc à? Trương Dương tức giận nói, anh làm tốt lắm, văn hạo nam tựa hồ ngây ra một lúc sau đó cười nói trương dương làm sao vậy tôi chọc gì cậu à trương dương cho rằng thằng cha này là đang giả bộ hồ đồ quát vào điện thoại ai cho anh tra tấn bức cung đồng chính dương ai cho anh lạm dụng tư hình văn hạo nam nói ai nói với cậu như vậy đồng chính dương à cậu tin vào lời nói của hắn ư trương đại quan nhân không nén được giật nói đồng chính dương đã chết rồi văn hạo nam ở đầu kia điện thoại trầm mặc một lát sau, hắn mới bỏ lại một câu khiến Trương Dương khinh bỉ, cái chết của hắn thì có liên quan gì tới tôi. Trương Dương cơ hồ không thể tin vào tai mình, hắn thật sự không thể tưởng tượng được Văn Hạo Nam vì sao lại nói như vậy. Văn Hạo Nam cũng đã gác máy, tiếng tút 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 khiến Trương Dương trở lại hiện thực. Trình Diễm Đông luôn luôn chú ý cú điện thoại này của Trương Dương, cái chết của Đồng Chính Dương không phải là việc nhỏ, giấy không thể gói được lửa, Đồng Chính Dương trong lúc giam giữ gặp chuyện không may mà nguyên nhân cái hắn chết của hắn chết là can tỷ vỡ dẫn tới xuất huyết nhiều, mà đồng chính dương trước khi bị văn hạo nam mang đi thẩm vấn thì vẫn yên lành, trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình Diễm Đông cơ hồ có thể kết luận Văn Hạo Nam nhất định đã tiến hành tra tấn bức cung Đồng Chính Dương, nhưng chuyện này rất phức tạp, Văn Hạo Nam khi thẩm vấn Đồng Chính Dương không hề dựa theo trình tự thường quy mà tiến hành, nhân viên mà Trình Diễm Đông phái đi cùng bị Văn Hạo Nam gạt ra ngoài, hơn nữa hiện trường cũng không có máy quay, nói cách khác, không hề có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh Văn Hạo Nam tiến hành tra tấn Đồng Chính Dương, như vậy giới định trách nhiệm cái chết của Đồng Chính Dương sẽ trở nên rất phiền toái. Trình Diễm Đông rất rõ ràng bối cảnh của Văn Hạo Nam, với địa vị của hắn không thể chống lại Văn Hạo Nam. Từ sắc mặt xanh mét của Trương Dương, Trình Diễm Đông đã minh bạch chuyện hôm nay có thể rất phiền toái. Trương Dương sau khi buông điện thoại thì tức giận đến nối đi qua đi lại bên trong vườn hoa hắn vốn định lập tức gọi điện thoại cho mẹ nuôi La Tuệ Ninh để nói rõ ràng chuyện này, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, không nên gọi, Văn Hạo Nam là người trưởng thành, hắn làm bất kỳ chuyện gì cũng đều nên tự gánh trách nhiệm. Trình Diễm Đông có thể lý giải được sự dối rắm của Trương Dương lúc này, hắn nói khẽ, bí thư Trương, ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ gánh vác trách nhiệm. Trương Dương lắc đầu nói, anh gánh vác trách nhiệm gì? Là tôi bảo anh phối hợp công tác với hắn, xảy ra chuyện đương nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm, huống chi đánh người không phải là anh, chờ kết quả giám định của Pháp Y ra đã rồi nói. Trình Diễm Đông nói kết quả thật ra đã rất rõ ràng. Ẩn ý của hắn là, đồng chính Dương trước khi chết đã bị đánh, chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ nào khả nghi. Từng tiếng khóc thê lương cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, Trương Dương và Trình Diễm Đông đồng thời nhìn ra xa, nhìn thấy một đám người đang đi về phía tòa nhà phòng bệnh, đám người đó chính là người nhà của đồng chính Dương, Đồng Chính Dương lần này có thể nói là suối quẩy đến cực điểm, sau khi nghe nói huynh đệ Đinh Gia Ngộ Hải thì bị kích động vội vàng trở về, chuẩn bị gây sự trên lễ tang của huynh đệ Đinh Gia, chút đi cục tức đã dồn lâu trong người, nhưng không ngờ gặp phải Trương Dương, chẳng những bị hắn đánh cho một trận, còn bị bắt vào cục cảnh sát. Vốn Trương Dương cũng không tính toán với hắn, chỉ chuẩn bị giáo huấn hắn một chút, rồi thả hắn đi, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Văn Hạo Nam lại khiến chuyện này xuất hiện biến số. Trương Dương vốn cho rằng Văn Hạo Nam lần này đến chỉ là điều tra bình thường, nhưng không ngờ cuối cùng lại diễn hóa tới tình tiết này, càng không ngờ là lần điều tra này lại xảy ra tai nạn chết người. Sau khi Trương Dương thâm tư thục lự thì quyết định trước tiên gọi điện thoại cho Vinh Bằng Phi, Văn Hạo Nam là y phái tới, xảy ra chuyện đương nhiên phải thông báo với y đầu tiên. Vinh Bằng Phi nghe Trương Dương nói xong chuyện này thì không hề lập tức có phản ứng, chuyện này đối với y mà nói là phi thường khó giải quyết, tuy rằng cách điện thoại, nhưng y vẫn cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Trương Dương. Y trầm trước một chút rồi mới nói, "Trương Dương, cậu đừng có gấp, như vậy đi, tôi lập tức sẽ tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, trước khi làm rõ chuyện, tôi hy vọng cậu phải tận lực khống chế tình thế, nhất định đừng để chuyện này ầm ĩ ra." Trương Dương nói, "Vinh Thính, thế nào gọi là trước khi chưa làm rõ chuyện này? Chuyện này đã rất rõ ràng rồi, Đồng Chính Dương trước khi chết bị đánh, trên người hắn có rất nhiều vết thương." Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương, cậu cho tôi một chút thời gian, tôi phải tìm hiểu toàn bộ chuyện này, không thể chỉ dựa vào cú điện thoại của cậu mà làm ra phán đoán với cả sự kiện được. Trương Dương nói, Vinh Thính, chuyện này không phải là nhỏ, tôi chỉ sợ không áp chế được, chuyện này một khi ẩm ý lên thì rất phiền toái. Vinh Bằng Phi nói, không áp chế được thì cũng phải cố gắng mà áp chế, trước khi tôi làm rõ chuyện, cậu không thể tự tiện làm chủ, cũng đừng áp dụng bất kỳ hành động nào, hiểu chưa? Trương Dương nói, Vinh Thính, có câu tôi phải nói trước, cái nồi đen này tôi không gánh đâu đấy. Vinh Bằng Phi nói khẽ Trương Dương, tin tôi đi, Thị Phi đúng sai tôi sẽ làm rõ. Lúc này nội tâm của Vinh Bằng Phi cực kỳ rối loạn, y không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy, Trương Dương tuy rằng không trực tiếp nói rõ, nhưng từ lời nói vừa rồi của hắn đã cho thấy Đồng Chính Dương trước khi chết đã bị Văn Hạo Nam tra tấn, ấn tượng của Vinh Bằng Phi đối với Văn Hạo Nam là thành thục ổn trọng, cho dù lần trước xảy ra vụ đột kích khách sạn Tuệ Nguyên, kết quả không thu hoạch được gì, nhưng Vinh Bằng Phi cho rằng đó là vì duyên cớ của Hoắc Vân Trung, Văn Hạo Nam trong sự kiện đó không hề có lỗi gì lớn. Cho nên y mới yên tâm phái Văn Hạo Nam tới Bắc Cảng điều tra chuyện huynh đệ Đinh Thị Ngộ Hải, Văn Hạo Nam làm việc cẩn trọng, lại có quan hệ kiền huynh với Trương Dương, Trương Dương theo lý nên phối hợp công tác với hắn, nhưng cái chết của đồng chính Dương lại đả loạn tất cả bộ sậu của Vinh Bằng Phi, khiến Vinh Bằng Phi không biết xoay sở thế nào. Y Lý giải Trương Dương vì sao biểu hiện ra vẻ phẫn nộ như vậy? Cái chết của Đồng Chính Dương nếu không thể giải quyết thích đáng, nếu chuyện hắn bị đánh đến chết lộ ra, thế tất sẽ dẫn tới chấn động lớn, nhất định có người phải đứng ra chịu trách nhiệm vì chuyện này, mà trách nhiệm này tuyệt đối không thể làm qua loa cho xong. Không đợi Vinh Bằng Phi gọi điện thoại cho Văn Hạo Nam, hắn đã gọi tới trước, chuyện thứ nhất mà Văn Hạo Nam nói không phải là về cái chết của Đồng Chính Dương, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như thường, Vinh Thính tôi đã tra được một số manh mối về huynh đệ đinh gia buôn lậu. Vinh Bằng Phi hiện tại đã không quan tâm tới chuyện này, y trầm giọng nói chuyện của đồng chính Dương là sao. Văn Hạo Nam nói, tôi hôm nay thẩm vấn hắn, phía Tân Hải cũng rất phối hợp, đồng chính Dương này rất cứng miệng, tôi cũng không hỏi ra được gì, cho nên đưa hắn về. Đồng chính Dương vừa mới rồi Trương Dương gọi điện thoại tới nói cho tôi biết đồng chính Dương đã chết, còn nói hắn có thể là bị đánh đến chết, tôi thật sự có chút mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ bọn họ hoài nghi là tôi làm? Vinh Bằng Phi nói, Hạo Nam, anh nói cho tôi biết rõ ràng đi, anh trong quá trình thẩm vấn Đồng Chính Dương có tiến hành thẩm vấn phi pháp hắn hay không? Văn Hạo Nam nói, Vinh Thính, tôi hiểu ý tứ của ngài, không có, tôi tuyệt đối không tiến hành bước cung quá nghiêm khắc với Đồng Chính Dương. Tôi là một cảnh sát, tôi cũng không phải không hiểu pháp luật. Hơn nữa khi tôi đưa Đồng Chính Dương trở về thì hắn vẫn yên ổn. Nếu lúc ấy tôi đánh hắn thì vì sao khi đưa hắn về hắn không nói? nội tạng của hắn xuất huyết nhiều là phát sinh ở trại tạm giam, không phải phát sinh khi tôi thẩm vấn, vinh thính, tôi cũng hy vọng làm rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho tôi. chương 1816, ai tới gánh vác ba? Vinh bằng phi tuy rằng hy vọng Trương Dương có thể khống chế được ảnh hưởng của chuyện này, nhưng sự thật chứng minh, đó chỉ là suy nghĩ của y mà thôi, cái chết đồng chính Dương tạo ra một trận chấn độc, đồng chính Dương là người Bắc Cảng, hắn ở địa phương cũng có rất nhiều thân thích, một người đang sống yên ổn sau khi bị cảnh sát mang đi chưa được mấy ngày thì lại biến thành một khối thi thể lạnh như băng, điều này đối với thân nhân và bằng hữu của hắn mà nói là không thể chấp nhận được, ngày hôm sau sau khi đồng chính Dương chết liền xuất hiện cảnh gần 200 người quỳ ở trước cửa lớn thị ủy Bắc Cảng, treo một hàng chữ coi mạng người như cỏ rác, thiên cổ kỳ oan. Hạng Thành khi đi làm liền chính mắt nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều nhận được số xe của Hạng Thành, nhìn thấy xe của Hạng Thành không biết là ai hô lên đầu tiên, bí thư hạng tới rồi. Đám người giống như thủy triều ùa về phía xe của Hạng Thành, cảnh sát phụ trách duy trì trật tự vội vàng tiến lên tổ chức tường người, ý đồ ngăn cản đám người đang bi phẫn này ở bên ngoài, nhưng dưới loại tình huống này, cảnh lực của bọn họ rõ ràng là không đủ. Lái xe của Hạng Thành thấy thế muốn quay xe, nhưng phía sau cũng có không ít người xông tới, xe của Hạng Thành cứ như vậy bị vây chặt trong đám người. Bên ngoài có người đang than khóc, có người gõ cửa kính xe lái xe mặt trắng bệch, biểu hiện của hạng thành cũng khá chấn định, ý bảo lái xe mở chốt, y đẩy cửa bước ra. Lái xe nhắc nhở hạng thành, đám người bên ngoài tình tự đang kích động, phải chú ý tới an toàn bản thân, trên thực tế hắn cũng làm ra hành động kiên quyết bảo vệ an nguy cho lãnh đạo, ngay lập tức lao ra che trước mặt hạng thành. Đám người tuy rằng kích động, nhưng lại không mất lý trí, hạng thành vừa ra, đám người dầm một cái liền quỳ xuống. Hạng Thành nói, mọi người làm cái gì vậy? có chuyện gì thì từ từ nói đứng lên đi có một nam tử lão niên từ trong đám người khóc sống lên bí thư hạng xin ông làm chủ cho chúng tôi xin ông nói một câu cho đám dân chúng chúng tôi hạng thành nói lão nhân ra ngài đừng như vậy mà có gì thì ông cứ nói ra tôi là bí thư thị ủy bắc cảng chức trách của tôi chính là lên tiếng cho người dân mục đích công tác của tôi là phải duy hộ lợi ích của các anh lúc này cảnh sát và bảo vệ tất cả chạy tới muốn tách hạng thành và đám người này ra nhưng hạng thành ra hiệu đừng vội, y đi lên trước, cầm tay lão giả đó, đỡ ông ta dậy. Trên mặt y mang theo vẻ thương xót, mọi người đừng, có gì cứ nói, đối với bí thư thị ủy tôi mà nói thì các anh có ủy khuất gì, có tâm sự gì thì cứ nói với tôi, hạng thành tôi còn tại vị một ngày thì sẽ chủ trì công đạo cho các anh. Khi người nhà của Đồng Chính Dương tới thị ủy gây sự, Trương Dương cũng đã nhận được tin tức, từ sau cái chết của Đồng Chính Dương, Tân Hải bên này vẫn khá bình tĩnh, Bình tĩnh một cách thần kỳ, Trương Dương biết loại bình tĩnh này duy trì không được bao lâu, đồng chính Dương đã châm lửa, thùng thuốc nổ này sớm muộn gì cũng nổ, chỉ không biết là vào lúc nào mà thôi. Trương Dương là từ chỗ cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công biết được người nhà của Đồng Chính Dương tới cửa thị ủy gây sự, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, người nhà của Đồng Chính Dương gây sự là rất bình thường, không gây sự ngược lại mới kỳ quái. Ngữ khí của Viên Hiếu Công vô cùng trịnh trọng, bí thư Trương Chuyện này ầm ý lắm rồi, người nhà của đồng chính Dương tụ tập mấy trăm người tụ trước cửa thị ủy, bí thư hạng đã tiếp kiến rồi đại biểu đồng ra rồi. Trương Dương nói, bọn họ tìm bí thư hạng phản ánh cái gì? Viên Hiếu công do dự một chút rồi nói, bọn họ nói anh chế tạo án oan, trước tiên đánh đồng chính Dương vô cớ, lợi dụng quyền lực giam cầm đưa hắn một cách phi pháp. Đồng chính Dương trong lúc bị giam giữ đã gặp đái ngộ không công bình, bọn họ yêu cầu công bố nguyên nhân cái chết của đồng chính Dương, yêu cầu bộ môn thượng cấp tham gia điều tra trương dương nói có thể lý giải được tâm tình của bọn họ viên hiếu công nói bí thư trương tôi xin nói một câu chuyện này nhất định phải xử lý cẩn thận viên hiếu công tuy rằng biết bối cảnh của trương dương rất sâu nhưng lần này không phải việc nhỏ hơn nữa xem tình hình thì có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng nếu ẩm ý lên cho dù là trương dương chỉ sợ cũng không dễ dàng hóa giải trương dương nói đa tạ viên cục đã nhắc nhở tôi biết nên làm như thế nào. Buông điện thoại, Trương Dương không khỏi thở dài, hắn ngoài miệng thì nói rất thoải mái, nhưng trong lòng thì lại rất dối rắm Chuyện này liên quan tới Văn Hạo Nam, căn cứ vào tình huống mà hắn có được trước mắt. Đồng Chính Dương không nghi ngờ gì nữa là chết ở trong tay Văn Hạo Nam, nhưng Văn Hạo Nam quả quyết phủ quyết chuyện này, nếu hắn rũ sạch trách nhiệm, như vậy tất cả trách nhiệm sẽ thuộc về phía Cục Công an Tân Hải, nguyên nhân cái chết của Đồng Chính Dương đã không thể giấu được, Trương Dương cũng không định giấu giếm. Hiện tại hắn không nói Văn Hạo Nam ra ngoài, chỉ nói với Vinh Bằng Phi, Văn Hạo Nam là người thính tỉnh phái xuống, hắn hy vọng thính tỉnh có thể đưa ra ra một phương án giải quyết. Nhưng mà từ ngày đó liên hệ với Vinh Bằng Phi, đến bây giờ Vinh Bằng Phi vẫn không cho hắn câu trả lời thuyết phục, chút kiên nhẫn của Trương Đại Quan Nhân đã biến mất từng chút, chuyện này kéo dài càng lâu thì đối với hắn càng bất lợi. Gác điện thoại của viên hiếu công không lâu thì bí thư thị ủy hạng thành lại bảo thư ký gọi điện thoại tới, thông chi cho Trương Dương lập tức tới chỗ y. Trong điện thoại cũng không có nói là chuyện gì, nhưng Trương Dương cũng có thể đoán được khẳng định là về chuyện của đồng chính Dương. Trương Dương trực tiếp tới văn phòng của hạng thành, hắn ngạc nhiên phát hiện Phó Thính trưởng Thính Công an tỉnh Vinh Bằng Phi đã đến, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công cũng ở trong văn phòng của hạng thành, vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng nghiêm túc. Sau khi Trương Dương chào hỏi bọn họ thì ngồi xuống bên cạnh Viên Hiếu Công hạng thành thở dài nói trương dương à lần này cậu đâm ra một cái phễu lớn rồi trương dương nhìn vinh bằng phi một cái vinh bằng phi cao mày tựa hồ vẫn đang suy tư về cũng không có nói cũng không có ý định lên tiếng trương dương nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn điều tra rõ bí thư hạng ngài đừng có gấp thật ra trương dương cũng rất khéo léo hắn không đẩy văn hạo nam ra dù sao hắn vẫn chưa biết thái độ của vinh bằng phi hạng thành nói cậu không thấy ư hôm nay hơn 400 người vây kín cửa của thị ủy, bọn họ luôn miệng kêu la thiên cổ kỳ oan, nói anh lợi dụng chức quyền trong tay để hãm hại đồng chính Dương tới chết. Trương đại quan nhân nghe y nói như vậy thì trong lòng rất là khó chịu, cho dù là đám người đó nói như vậy, hạng thành anh có cần phải nhắc lại không? Lão hạng anh đúng là không có hậu đạo, tóm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng, lúc này trong lòng không biết đang cao hứng cỡ nào nhỉ. Cục trưởng công an viên Hiếu Công nói, tôi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, đồng chính dương được bệnh viện rồi không chữa được mà chết, cho đến bây giờ, kết quả nghiệm thi của hắn chúng ta cũng không hề công bố ra ngoài, người nhà của hắn vì sao một mực chắc chắn hắn là bị đánh đến chết. Hơn nữa đầu mâu chỉ thẳng vào bí thư trương và hệ thống công an Tân Hải, có phải có người để lộ tin tức hay không? Hạng Thành nói, hiện tại không phải lúc phân tích âm mưu, tôi hỏi anh, đồng chính dương rốt cuộc là chết như thế nào? Kết quả nghiệm thi của hắn rốt cuộc là thế nào? Viên Hiếu Công không trả lời, y nhìn trương dương tuy rằng kết quả nghiệm thi đã có nhưng nếu là từ miệng y nói ra thì rất có thể sẽ đắc tội với trương dương trương dương nói kết quả nghiệm thi là vinh bằng phi lúc này mở miệng ngắt lời hắn chuyện này phải thận trọng bí thư hạng tôi lần này tới đây là để xử lý chuyện này hạng thành nói vinh thính hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ về phía hệ thống công an tân hải chúng ta phải tìm được một phương án tốt nhất mau chóng bình ổn sự kiện lần này Vinh Bằng Phi nói, sắp tới sẽ có biện pháp công bố với xã hội kết quả nghiệm thi và xử lý người có trách nhiệm tương quan. Hạng Thành gật đầu nói, càng sớm bình ổn chuyện này thì càng tốt. Sau khi Trương cầu ý kiến của Hạng Thành, Vinh Bằng Phi và Trương Dương tới phòng họp nhỏ nói chuyện riêng với nhau. Trương Dương đóng cửa phòng lại, trong lời nói rõ ràng mang theo vẻ tức giận, Vinh Thính, ngài tới cũng nhanh quá nhỉ, tới thẳng Bắc Cảng có phải là đã có phương pháp giải quyết chuyện này rồi hay không? Vinh bằng phi nói, tôi vừa mới tới, sau khi liên hệ với viên hiếu công mới biết tin cậu cũng tới đây, cho nên trực tiếp tới văn phòng của Hạng Thành đợi cậu. Trương Dương nói, Vinh Thính nếu đã tới, chuyện này cứ giao cho ngài giải quyết đi. Vinh bằng phi nói, báo cáo nghiệm thi tôi đã xem qua rồi, Đồng Chính Dương chết vì vỡ gan và lá lách, dẫn tới xuất huyết trong. Trương Dương nói, trước khi Đồng Chính Dương chết chỉ có Văn Hạo Nam thẩm vấn hắn. Vinh bằng phi nói, tôi đã hỏi qua Văn Hạo Nam rồi. Hắn khăng khăng mình không tiến hành bất kỳ hành động bạo lực nào với Đồng Chính Dương, lúc hắn thẩm vấn Đồng Chính Dương còn có hai đồng chí của tổ công tác đi cung, bọn họ đều có thể làm chứng. Chương 1817, ai tới gánh vác bốn? Trương Dương vừa nghe vậy thì phát hỏa, Vinh Thính, ngài có ý gì? Cứ như là tôi nói dối vậy, tôi đang đổ oan cho hắn ư? Vinh Bằng Phi nói, cậu hét lên làm cái gì? Lớn giọng có thể giải quyết được vấn đề ư? chúng ta hiện tại là đang phân tích vấn đề, cậu không thể bình tĩnh một chút à? Trương Dương nói, anh bảo tôi sao mà bình tĩnh được. Đồng chính Dương đã chết, kết quả nghiệm thì rõ ràng ra đó, chúng tôi biến ăn nói với người nhà người ta thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta nói hắn là bị bệnh chết, anh cảm thấy có thể nói vậy không? Vinh Bằng Phi nói, tôi vừa rồi đã trao đổi một số tình huống với Hiếu Công, người của đồng gia chắc là đã nghe được gì đó, rất có thể đã nắm giữ được tình huống nội mạc về cái chết của Đồng Chính Dương, tôi hoài nghi bên trong cục công an của anh đã có người tiết lộ tình huống ra ngoài. Trương Dương nói, vì sao không bảo Văn Hạo Nam tới đây, tôi muốn giáp mặt hỏi hắn. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương, trong chuyện này cậu không hề có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Đồng Chính Dương bị Văn Hạo Nam đánh, hắn có nhân chứng, anh có không? Trương Dương tức giận nói, không khéo hai nhân chứng của hắn cũng tham dự ấu đả, người một nhà làm chứng cho nhau cũng chỉ có thính tỉnh các anh có thể nghĩ ra được thôi. Tôi hỏi anh, lúc ấy cục công an Tân Hải chúng tôi phái nhân viên đi cùng, vì sao Văn Hạo Nam lại muốn đuổi hắn ra ngoài? Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương, bất kỳ chuyện gì cũng đều cần chứng cứ, chuyện này tồn tại rất nhiều loại khả năng, những lời mà cậu nói chỉ là một trong số đó. Cho dù Hạo Nam có tồn tại khả năng đã ấu đả Đồng Chính Dương thì trước khi hắn thẩm vấn Đồng Chính Dương có phải cũng đã bị đánh hay không? Còn nữa, sau khi hắn đưa Đồng Chính Dương về, liệu có phải có người đã thực thi tra tấn Đồng Chính Dương hay không? Trương Dương mở to hai mắt, Vinh Thính, anh có ý gì? Anh có phải nói trách nhiệm này chúng tôi phải gánh vác hay không? Vinh Bằng Phi nói, tôi không phải có ý này, nhưng cậu cũng không thể chỉ bằng vào cảm tính cá nhân để phán đoán chuyện này. Trương Dương nói, Văn Hạo Nam là anh trai nuôi của tôi, tôi sao lại phải hại hắn? Anh cho rằng tôi sẽ hại hắn ư? anh cho rằng tôi sẽ bịa đặt ra một chuyện để úp ên người hắn ư vinh bằng phi nói tôi là luận sự tôi đối với cậu đối với văn hạo nam đều là đối xử bình đẳng văn hạo nam trong chuyện này quả thực tồn tại điểm đáng ngờ nhưng bản thân cậu cũng không phải cũng có hiểm nghi ư đồng chính dương vì sao bị cậu nhốt hắn phạm phải tội gì hắn chạy đến lễ tang của người khác gây sự vũ nhục người chết chế tạo hỗn loạn bất kể loại tội nào thì nhốt hắn cũng không oan vinh bằng phi lắc đầu nói quyền lực là thứ rất nguy hiểm chúng ta khi vận dụng nó nhất định phải cẩn thận trương dương nói vinh thính tôi không lạm dụng quyền lực trong tay tôi chỉ là đang phát dương chính nghĩa tiêu chuẩn chính nghĩa không phải do cậu định ra trương dương gật đầu nói thôi chúng ta không nói chuyện này nữa anh định xử lý chuyện này như thế nào hắn ném vấn đề cho vinh bằng phi vinh bằng phi nói chuyện này phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm Đồng chính Dương xảy ra vấn đề ở trại tạm giam, phải tra từ căn nguyên. Trương Dương nói, Vinh Thính, tôi không cho rằng trại tạm giam có vấn đề, tôi không cho rằng bên trong cục công an Tân Hải chúng tôi trong quá trình chấp pháp có bất kỳ vấn đề gì, nhân viên công an của chúng tôi chỉ phối hợp với công tác của tổ công tác, là tổ công tác không dựa theo quy trình mà làm việc. Vinh Bằng Phi có chút phát hỏa, cậu làm sao mà biết, cậu không có chứng cứ, cậu dựa vào gì mà nói là tổ công tác xảy ra vấn đề? Trương Dương nói: Tôi không biết ư, tôi biết hơn bất kỳ ai đấy, vinh thính, tôi biết tôi không có chứng cớ, nhưng chuyện này đã rõ ràng, người ta đang yên đang lành bị tổ công tác của các anh lôi đi, khi về thì xảy ra chuyện, các anh vì sao không dựa theo quy tắc mà làm việc? Các anh vì sao muốn gạt đồng chí mà chúng tôi phái tới tham gia ra ngoài? Toàn bộ quá trình thẩm vấn có gì cần phải giữ bí mật? Hiện tại người đã chết, anh nói của không có chứng cớ, nói cách khác tất cả trách nhiệm đều bắt chúng tôi gánh ư? vinh bằng phi cố nén giận nói trương dương tôi chưa nói bắt cậu gánh vác trương dương oán hận gật đầu nói chưa nói bắt tôi gánh vác ư ý của anh là gì anh ám chỉ tôi đùn đẩy trách nhiệm dù sao cũng có hạ cấp gánh đúng không trương đại quan nhân thực sự nổi giận rồi cậu nói trại tạm giam không có trách nhiệm ư nếu tinh thần trách nhiệm của bọn họ cao một chút thì đã sớm nên phát hiện thân thể đồng chính dương xảy ra vấn đề sớm nên đưa hắn tới bệnh viện rồi Chuyện cũng sẽ không đến mức không thể vãn hồi như thế này. Trương Dương tràn ngập thất vọng nhìn Vinh Bằng Phi, tuy rằng Vinh Bằng Phi không nói rõ, nhưng Trương Dương đã minh bạch thái độ của Vinh Bằng Phi, y muốn truy cứu trách nhiệm thì cũng phải tra từ Văn Hạo Nam, Trương Dương minh bạch Vinh Bằng Phi trên kiên trì nguyên tắc còn có bảo lưu, cho dù là y biết chuyện này tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng đầu tiên vẫn nghĩ đến bảo hộ Văn Hạo Nam, cái này cũng khó trách, với gia thế hiển hách của Văn Hạo Nam, bất kỳ ai cũng không thể không cân nhắc, không đắn đo trương dương không tiếp tục đôi co với vinh bằng phi nữa hắn chậm rãi rời khỏi phòng họp cửa phòng đóng lại phía sau vinh bằng phi vinh bằng phi nhắm hai mắt lại một lúc lâu sau y mới mở mắt ra cửa phòng vang lên tiếng gõ vinh bằng phi cho rằng trương dương quay lại có điều y rất nhanh liền minh bạch đây chỉ là hy vọng xa vời của mình mà thôi tính cách của trương dương rất thẳng thắn tuy rằng hắn thoạt nhìn bất cần đời nhưng trên vấn đề nguyên tắc thẳng ôn này trước giờ đều là một bước cũng không nhường Người bước vào là viên hiếu công, hắn tới bên cạnh Vinh Bằng Phi, nói khẽ, Vinh Thính Trưởng, chuyện này anh thấy. Vinh Bằng Phi nói, tìm người gánh trách nhiệm đi, nhất định phải có câu trả lời cho mọi người. Tôi không hiểu Trương Dương vì sao lại như vậy, hắn vì sao muốn nhầm vào tôi. Tôi thẩm vấn đồng chính Dương không sai, nhưng tôi tất cả đều là dựa theo chế độ điều lệ mà làm. Khi thẩm vấn đồng chính Dương, tổ công tác chúng ta còn có hai vị đồng chí ở đấy, bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi, tôi căn bản không có động tới một ngón tay của Đồng Chính Dương." Văn Hạo Nam căm giận nói. Vinh Bằng Phi nói, "Hạo Nam, tôi không phải không tin cậu, nhưng nhân phẩm của Trương Dương cậu cũng biết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ vu hãm người khác, nhất là cậu còn là anh trai hắn." Văn Hạo Nam nói, "Vinh Thính, ngài cho rằng tôi có vấn đề?" Vinh Bằng Phi nói, "Tôi không phải nói cậu có vấn đề, tôi là nói, giữa các anh có phải có hiểu lầm gì hay không?" Phan Hạo Nam nói: "Trương Dương cho rằng Đồng Chính Dương là bị tôi đánh chết, tốt lắm, bảo hắn đưa ra chứng cứ đi. Hắn lúc ấy không có ở đó, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, hắn dựa vào gì mà muốn đem chuyện này úp lên đầu tôi? Thanh danh của hệ thống công an Tân Hải trước giờ cũng không được tốt lắm, trước đây bọn họ cũng không phải không có tiền lệ lạm dụng hình phạt riêng, từng còn có công an bởi vì loại chuyện này mà bị xử phạt nữa." Vinh Bằng Phi nói: "Chuyện này vô cùng, căn cứ vào báo cáo nghiệm thi Đồng Chính Dương trước khi chết khẳng định đã bị đánh, không luận tới ai đánh chết hắn, chuyện này nhất định phải do cơ quan công an chịu trách nhiệm, dẫu sao thì hắn lúc đó cũng là lâm thời bị giam mà. Văn Hạo Nam nói, bởi vì tôi thẩm vấn hắn, liền đem chuyện này tính lên đầu tôi ư, được, vinh thính, nếu anh kiên trì cho rằng như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói, xử phạt tôi là được rồi, tính tất cả trách nhiệm cái chết của Đồng Chính Dương lên đầu tôi, chuyện này dù sao cũng phải có người đứng ra gánh. Vinh Bằng Phi nói, bổn ý của tôi là muốn tạm thời bình ổn chuyện này, ổn định tình tự của người đồng gia, cho chúng tôi một đoạn thời gian, để chúng ta điều tra rõ trong khoảng thời gian trước khi đồng chính Dương chết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên nhân cái chết của đồng chính Dương không biết đã bị ai để lộ ra ngoài. Văn Hạo Nam nói, Vinh Thính, tôi không cho rằng trên thế giới này có bao nhiêu âm mưu, đã không có ai đứng ra nguyện ý đứng ra gánh trách nhiệm này, thì cuối cùng vẫn phải có người gánh, tôi tới gánh tất cả hậu quả là được. Vinh Bằng Phi nói, Hạo Nam, tôi không phải có ý này, tôi không thể để một người vô tội phải gánh trách nhiệm này, như vậy là không công bình đối với người chết. Văn Hạo Nam nói, Vinh Thính, tôi nói một câu không nên nói nhé, Đồng Chính Dương lần này trở về, mục đích chính là gây sự trên lễ tang của huynh đệ Đinh Thị, hắn muốn báo mối thù năm đó, tôi tuy rằng không chính mắt nhìn thấy tình cảnh trên lễ tang hôm đó, nhưng cũng có nghe nói, Đồng Chính Dương làm rất quá đáng, có phải là có một loại khả năng như sau, người ghi hận hành vi hôm ấy của Đồng Chính Dương, cho nên mượn cơ hội này để trả thù. Vinh Bằng Phi nói, trà trộn vào trại tạm giam trả thù Đồng Chính Dương. Y lắc đầu, nếu thực sự muốn trả thù, thống khoái giết chết hắn không phải tốt hơn ư, việc gì phải tra tấn hắn phiền toái như vậy. chương 1818, tiêu chuẩn phán xét 1 Ngoài mặt thì hạng thành tỏ ra lo lắng, nhưng thật ra gã rất vui khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt, con người ta không thể quá đắc ý, đắc ý quá sẽ khiến không biết mình là ai, thời gian này trương dương như diều gặp gió, đắc ý vô độ, ngay cả y cũng phải né mặt hắn, đây gọi là trong phút có họa, anh tưởng rằng đây là lúc anh phất cờ quật khởi, thì ông trời đã chuẩn bị dáng một đòn xuống rồi. Mặc dù hạng thành cười thầm trong bụng, nhưng y sẽ không dậu đổ bìm leo, phiền phức lần này đã đủ lớn rồi, dù là y có nhúng tay vào hay không, Trương Dương đều đã bị vướng vào phiền toái, việc này không thể được giải quyết một cách dễ dàng trong tầng lớp lãnh đạo thành phố Bắc Cảng rất nhiều người hy vọng Trương Dương gặp khó khăn, thị trưởng Cung Hoàn Sơn là một trong số đó, vì chuyện này, y đã đến phòng làm việc của hạng thành, hỏi về ý kiến xử lý chuyện này của Phó trưởng Phòng Cun An tỉnh Vinh Bằng Phi. Hạng thành nói với Cung Hoàn Sơn, việc không liên quan đến mình thì anh đừng có liên quan vào. Chúng ta nên dồn sức vào việc xây dựng và quản lý Bắc Cảng, việc hình sự tự khắc có người giải quyết, việc của nội bộ hệ thống công an không liên quan gì đến chúng ta. Cung Hoàn Sơn biết rằng Hạng Thành không hề muốn nói những lời này, thật ra trong lòng Hạng Thành đang vui mừng hơn cả Cung Hoàn Sơn, y thấp giọng nói: "Bí thư Hạng, tôi không muốn để ý đến mấy việc này, nhưng người nhà của người bị nạn đã chạy đến cả cửa của chính phủ thành phố thị ủy rồi. Trương Dương dù sao cũng còn quá trẻ, làm sao có thể làm vậy được chứ? Anh đã nghe nói gì chưa? Đồng Chính Dương bị bắt là vì anh ta gây chuyện trong lễ tang của hai anh em nhà họ Đinh, Trương Dương đã đánh anh ta một trận trước mặt mọi người." còn vạch một tội danh để bắt anh ta vào trong cục nữa. Hạng Thành nói, đúng là trẻ người non dạ. Cung Hoàn Sơn nói tiếp, giờ thì gây ra chuyện lớn rồi, tôi đã nói từ lâu rồi, quyền lực phải được giám sát một cách có hiệu quả, quyền lực mà thiếu sự quản lý chỉ gây nên sự tự bành trướng ở một vài cán bộ mà thôi, thậm chí còn dẫn đến việc lạm dụng quyền lực. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn, tôi còn cho rằng việc này vô cùng nhạy cảm. Lúc này, tốt nhất là không nên tham dự vào Phó trưởng phòng công an tỉnh Vinh đã đến đây rồi. Anh ta sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa." Cung Hoàn Sơn nói, "Giải quyết ổn thỏa? Tôi thấy chưa chắc đâu, bí thư hạng, lời đồn bên ngoài nhiều lắm. Có người nói rằng Đồng Chính Dương đã đắc tội với Trương Dương, vì vậy Trương Dương đã nói Trình Diệm Đông dạy cho Đồng Chính Dương một trận. Quan hệ của Trương Dương và Trình Diệm Đông ai cũng biết, lúc đầu khi Trương Dương mới đến Tân Hải, cậu ta đã chỉ định Trình Diệm Đông làm cục trưởng. Trình Diệm Đông từ phong trạch cùng cậu ta đi Nam Tích, giờ lại đến Tân Hải, rất trung thành với cậu ta, những lời của Trương Dương Trình Diệm Đông nhất định sẽ làm theo, không ngờ đồng chính Dương lại dễ đánh đến vậy. Hạng Thành nói, lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chúng ta không thể tin những việc không có chứng cứ. Cung Hoàn Sơn nói, tôi nghe nói vì chuyện này Trương Dương đã mâu thuẫn với công tử của Phó Thủ tướng Văn là Văn Hạo Nam rồi. Hình như vì hai bên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Hạng Thành nói, tôi cũng nghe nói một chút, trước khi Đồng Chính Dương chết, Văn Hạo Nam đã từng thẩm vấn anh ta. Cung Hoàn Sơn nói, người thì đã chết rồi, chẳng ai muốn chịu trách nhiệm về chuyện này của đâu. Xem ra Trương Dương muốn đẩy cho Văn Hạo Nam, Văn Hạo Nam cũng chẳng phải tay vừa, anh ta đương nhiên không thể chịu nỗi oan này được, hơn nữa đâu có phải anh ta gây ra cái chết đâu. Hạng Thành nói, Hoàn Sơn à, có phải anh đã quá hứng thú với việc này rồi không? Cung Hoàn Sơn nói, tôi không muốn để ý, nhưng người nhà họ đồng không ngừng gây chuyện, nghe nói có người trong số họ đã đến kinh thành tố cáo rồi, việc này còn dài lắm. Hạng thành thở dài, giống như rất lo lắng về việc này vậy, nhưng trong lòng thì lại dội lên niềm vui khôn tả. Y thấp giọng nói, việc này lan lớn ra chẳng có lợi cho ai cả, tôi vẫn hy vọng chuyện này sớm được giải quyết. Cung Hoàn Sơn nói, muốn dập tắt chuyện này, cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, lạm dụng tư hình không phải là tội nhỏ, có khi còn phải ngồi tù ấy chứ. Xem ra Trương Dương vẫn muốn bảo vệ Trình Diệm Đông, Văn Hạo Nam thì nhất định không đứng ra chịu trách nhiệm, mâu thuẫn giữa họ không thể nào hòa giải được. Hạng Thành nói, dù sao thì họ cũng là anh em nuôi của nhau. Ngay cả là anh em ruột thì cũng đã sao nào. Trương Dương tưởng rằng mình có bối cảnh, nhưng không biết rằng nhiều năm gần đây cậu ta đều dựa vào nhà họ Văn, con nuôi thì vẫn cứ là con nuôi thôi, Cậu ta tưởng rằng địa vị của Min Phai trong lòng vợ chồng phó thủ tướng Văn Cao hơn người con ruột của họ là Văn Hạo Nam sao?" Hạng Thành nói, "Tôi tin rằng phó trưởng phòng Vinh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này." Trương Dương và Trình Diệm Đông kề vai đứng trên bờ biển, nhìn mặt biển mênh mông, thái độ của Trương Dương đầy sự phẫn nộ. Tâm trạng của Trình Diệm Đông rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này, ánh mắt của gã đầy tâm tối. Hai người yên lặng đứng đó 5 phút đồng hồ, Trình Diệm Đông mở lời phá vỡ sự yên lặng, "Bí thư Trương Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này." Lời này của Trình Diệm Đông đã được suy nghĩ kỹ càng, gã có thể nhận ra hoàn cảnh khó khăn mà Trương Dương đang gặp phải. Trương Dương lắc đầu nói, "Việc này không liên quan gì đến anh, tôi sẽ không để anh chịu trách nhiệm đâu." Nhưng dù sao thì cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này. Trương Dương nói, "Rõ ràng chuyện này là do Văn Hạo Nam gây ra. Anh không có chứng cứ mà hơn nữa anh cũng thấy thái độ của phòng công an tỉnh rồi đấy, họ phải bảo vệ một vài người, thứ họ cần không phải là chân tướng sự việc, mà họ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, chỉ cần có người đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ cần có thể làm bình ổn chuyện của Đồng Chính Dương, những điều khác không quan trọng. Trương Dương nói, không làm là không làm, tại sao anh phải nhận tội thay cho người khác chứ? Dù là chịu trách nhiệm thì người nên chịu trách nhiệm cũng là tôi, không liên quan gì đến anh hết. Trình Diệm Đông nói, bí thư Trương anh có phát hiện ra việc này hơi kỳ lạ không? Tại sao báo cáo xét nghiệm tử thi của đồng chính Dương vẫn chưa được công bố, người nhà của anh ta đã biết rằng anh ta bị đánh cho đến chết rồi. Nhất định là có người biết nội tình đã tiết lộ ra ngoài, có người muốn lợi dụng việc này để làm lớn ảnh hưởng của nó, việc này càng sớm kết thúc ảnh hưởng sẽ càng nhỏ. Tôi đã suy nghĩ rồi, chỉ có tôi đứng ra gánh trách nhiệm của chuyện này, ảnh hưởng đến anh mới có thể nhỏ nhất, hơn nữa tôi thật sự cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của đồng chính Dương. Trương Dương nói: "Tôi không sợ ảnh hưởng, việc này do tôi gây nên, tôi bảo anh nhốt đồng chính Dương lại, nếu để anh đứng ra nhận tội thay tôi, về sau tôi làm người thế nào được nữa?" Trình Diệm Đông nói: "Bí thư Trương, mặc dù tôi không hiểu đạo lý gì nhiều, nhưng người ta xem trọng sách lược chính trị, Tân Hải khó khăn lắm mới có cục diện tốt đẹp như bây giờ, nếu vì chuyện này mà gây ảnh hưởng đến anh, tổn thất sẽ vô cùng lớn, chúng ta là một đội ngũ, trách nhiệm là của mọi người, tôi chủ động đứng ra không phải là do tôi thừa nhận chuyện này mà là tôi phải đi gánh trách nhiệm này chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi người không chịu tổn thương trương dương lắc đầu nói anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa anh không thể thoát được chịu trách nhiệm nhưng anh không nên chịu hết chuyện này nếu anh muốn đi chịu thì tôi nhất định không cho đâu sau khi vinh bằng phi đến bắc cảng gã hẹn gặp trương dương lần thứ hai trương dương đề ra một điều kiện hắn yêu cầu văn hạo nam phải đến dự lần gặp mặt này văn hạo nam đã đồng ý địa điểm gặp mặt là phòng chiêu đãi số 1 của chính phủ thành phố Bắc Cảng, trong phòng của Vinh Bằng Phi, khi Trương Dương đến, Văn Hạo Nam đã có mặt ở đó rồi, hơn nữa gã mở cửa cho Trương Dương, thấy Trương Dương, Văn Hạo Nam vẫn có thể cường được, gã mỉm cười giơ tay ra, lão đệ, đến rồi à. Trương Dương không bắt tay với gã, trên mặt hắn không nở chút nụ cười, hắn lạnh lùng đáp, tôi còn tưởng hôm nay không gặp được anh kia. Văn Hạo Nam xấu hổ hạ tay xuống, sao lại thế được chứ? Vinh Bằng Phi gọi hai người họ vào ngồi, gã nhìn Trương Dương rồi lại nhìn sang Văn Hạo Nam rồi nói, hôm nay tôi gọi cả hai người đến, là vì muốn nói rõ ràng chuyện của đống chính Dương, cố gắng nói cho xong chuyện, nhanh chóng giải quyết việc này. Trương Dương không nói gì, hắn nhấc chén trà lên uống mấy ngụm. Vinh Bằng Phi nói, sau khi tôi đến Bắc Cảng, đã điều tra về việc của đồng chính Dương rồi, theo kết quả điều tra trước mắt của tôi, cùng với báo cáo xét nghiệm tử thi, tôi đã có thể đoán định rằng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Đồng Chính Dương là chảy máu trong do rách gan. Nói đến đây, Vinh Bằng Phi ngừng lại một lúc, rồi nhìn sang Trương Dương đầy ngụ ý mới nói tiếp, người nhà của người chết phản ứng rất kịch liệt về chuyện này, họ đã tìm đến luật sự, chuẩn bị khởi tố rồi. Trương Dương nói, muốn khởi tố thì khởi tố, điều tra rõ chuyện này cho mọi người thấy là một việc nên làm. Vinh Bằng Phi nói, về việc của Đồng Chính Dương, Cục Công an Tân Hải và Tổ công tác tỉnh phái xuống đều thuộc diện tình nghi, Tôi đã tiến hành điều tra hai bên." Văn Hạo Nam nói, "Vinh Thính, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi thật sự đã thẩm vấn Đồng Chính Dương, nhưng trong quá trình thẩm vấn, tôi không hề động vào cơ thể anh ta, lúc thẩm vấn còn có hai đồng chí khác, họ có thể làm chứng cho tôi." Trương Dương nói, "Thế có nghĩa là anh không liên quan gì đến chuyện này?" Văn Hạo Nam gật đầu nói, "Trương Dương, tôi biết anh nghĩ thế nào, cũng biết giờ đây anh nhìn tôi thế nào." Nhưng tôi không thể vì quan hệ giữa hai chúng ta mà đứng ra gánh chịu chuyện này, tôi luôn coi anh là người anh em của mình, giống như anh em ruột vậy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, nhưng việc này liên quan đến nguyên tắc của tôi, là một cảnh sát, là một người chấp hành luật pháp, tôi không thể không nói sự thật, tôi càng không thể đi ngược lại với lương tâm của chính bản thân mình." Trương Dương nói, lương tâm có biết bao tiêu chuẩn để đánh giá, chính tôi còn không thể đưa ra đánh giá chính xác. Mặc dù đồng chính Dương chết tại phòng tạm giam, nhưng tất cả mọi người trong hệ thống công an Tân Hải chúng tôi không hề trừng phạt anh ta, anh có nhân chứng, chúng tôi cũng có nhân chứng." Vinh Bằng Phi nói, hai người đều không có trách nhiệm, thế có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm rồi. Tại sao Đồng Chính Dương lại bị giam? Trương Dương, cậu giải thích cho tôi đi." Trương Dương nói, là tôi bắt anh ta vào." Vinh Bằng Phi nói, nói hùng hồn lắm, cậu tưởng cậu là ai chứ? Một bí thư thị ủy của Tân Hải mà có thể một tay che lấp cả bầu trời sao? nếu không phải là cậu bắt nhốt đồng chính dương thì anh ta sẽ xảy ra chuyện như thế này sao nói xong trương dương ánh mắt gã lại quay sang văn hạo nam anh đi thẩm vấn đồng chính dương tại sao không làm theo quy định trong quá trình thẩm vấn tại sao không để cho bên công an tân hải đến chẳng lẽ anh không nghĩ rằng làm vậy không đúng với quy định chẳng lẽ anh không biết rằng làm vậy sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết sao văn hạo nam cúi thấp đầu vẻ mặt rất thành khẩn vinh thính tôi sai rồi Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình." Trương Dương nói, nói thì ai chẳng giỏi, nhưng cần phải làm rõ xem là trách nhiệm gì. Chương 1819, tiêu chuẩn phán xét 2. Vinh bằng Phi nói, có một việc tôi muốn hai người biết, vừa rồi đồng chí Trình Diệm Đông đã đến tìm tôi, anh ấy chủ động thừa nhận những sai sót của mình trong công việc và ngỏ ý muốn nhận trách nhiệm tương ứng trong chuyện này. Trương đại quan nhíu đôi lông mày lại với nhau. Thật ra từ sau buổi tối hôm qua nói chuyện với Trình Diệm Đông, hắn đã lo rằng sẽ xảy ra chuyện này, giờ đây tất cả đã xảy ra rồi. Trương Dương nhìn sang Văn Hạo Nam và nói, anh cho rằng Trình Diệm Đông nên chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này sao? Văn Hạo Nam bình tĩnh nhìn Trương Dương, mỗi người đều có nguyên tắc làm người của mình, tôi không biết những người khác thế nào, nhưng nếu tôi phạm lỗi, tôi sẽ chịu bất cứ trách nhiệm gì về hành động của mình. Trương Dương nói, tôi cũng rất đồng ý với những gì anh nói, con người sống trên đời này cần phải dám đối mặt với sai lầm của mình. Hắn quay sang nói với Vinh Bằng Phi, Vinh Thính, nếu có người phải chịu trách nhiệm chính về chuyện của Đồng Chính Dương thì người đó phải là tôi, chứ không phải là Trình Diệm Đông. Các anh đã không điều tra được chân tướng sự việc thì cứ tính sổ lên đầu tôi vậy, đánh hay là phạt, tùy các anh. Trương đại quan hùng hồn đứng dậy, bỏ lại một câu, trách nhiệm chỉ liên lụy đến tôi thôi, đừng làm dây dưa sang người khác. Hắn nói xong rồi bỏ đi vì Trương Dương đã hiểu rõ ràng rằng, chuyện này không cần thiết phải bàn luận nữa. Trong chuyện này, Vinh Bằng Phi đứng trên lập trường của Văn Hạo Nam, không những vì bối cảnh của Văn Hạo Nam, mà còn một nguyên nhân quan trọng nữa, tổ công tác là do gã phái xuống. Trong tình trạng thiếu chứng cứ này, Vinh Bằng Phi bảo vệ người của mình là chuyện hết sức bình thường. Thật ra từ tối hôm qua, Trương Dương đã suy nghĩ kỹ càng về cả sự việc này, dù sự việc này có gây ra bão táp lớn đến đâu, hắn cũng sẽ kể vai sát cánh cùng Trình Diệm Đông. Mặc dù Trình Diệm Đông đã biểu lộ rõ ràng rằng gã muốn gánh trách nhiệm, Trình Diệm Đông cho rằng với tình hình trước mắt, hy sinh bản thân mình làm bình ổn sự việc này là một cách làm suy tính cho đại cục. Đây là một sách lược chính trị, là bỏ tốt mà giữ xoái. Trương Dương hiểu được tấm lòng của Trình Diệm Đông, cũng biết rằng làm như vậy có điểm tốt, nhưng Trương Dương vẫn không đồng ý cho gã làm như vậy. Bởi lẽ Trương Dương không thể vượt qua nổi bản thân mình, hắn biết rằng kẻ làm quan phải biết hy sinh, nhưng Trương Đại Quan vẫn không muốn vậy. Sau khi Trương Dương đi khỏi, Vinh Bằng Phi và Văn Hạo Nam đều cùng im lặng, sự im lặng làm cho người ta suy nghĩ, sự im lặng cũng làm cho con người rơi vào tình thế khó xử. Văn Hạo Nam nhấc chén trà, uống một ngụm, sau đó chậm chậm đặt xuống. Vinh Bằng Phi thấp giọng nói, "Hạo Nam, cá tính của Trương Dương rất mạnh mẽ." Văn Hạo Nam thở dài rồi nói, "Cậu ấy là em nuôi của tôi, thấy cậu ấy như thế này tôi thật sự rất đau lòng." Trong chính trị người ta cần sách lược nhẫn nhịn một lúc cho bình sóng gió một người làm quan nếu như không hiểu được đạo lý lúc tiến lúc lùi thì làm sao phát triển lâu dài trên quan trường được vinh bằng phi nhìn văn hạo nam gã đột nhiên phát hiện ra rằng mình không hiểu nhiều về văn hạo nam nhận thức của văn hạo nam về chính trị còn thâm sâu hơn gã nhiều vinh bằng phi cho rằng đây là do gen chính trị văn hạo nam lớn lên trong một gia đình như vậy cảm mộ của gã về chính trị những quy tắc của gã trên quan trường sâu sắc hơn nhiều so với những người bình thường khác. Vinh Bằng Phi nói, sau khi anh quay về, hãy kiểm điểm ngay cho tôi. Văn Hạo Nam gật đầu, gã Thành khẩn nói, Vinh Thính, việc này cần phải điều tra cho rõ ràng, tôi nghi ngờ rằng cái chết của Đồng Chính Dương có rất nhiều vấn đề đằng sau đó. Vinh Bằng Phi nói, anh không cần phải quản việc này nữa, ai nên lãnh trách nhiệm, cần lãnh bao nhiêu trách nhiệm, tôi sẽ phân rõ ràng. Trương đại quan để ý thấy rằng ánh mắt của những người xung quanh đã trở nên rất kỳ lạ, những ánh mắt này làm hắn ý thức được rằng mình đang ở trong tâm cơn bão. Sau khi hắn về Tân Hải, hắn muốn tìm Trình Diệm Đông để nói chuyện đàng hoàng, nhưng không ngờ Trình Diệm Đông đã xin nghỉ ốm. Trương Dương ngay lập tức gọi điện thoại cho gã, nhưng Trình Diệm Đông chỉ nói một câu trong điện thoại, tôi muốn về nhà để yên tĩnh một lúc. Trương Dương đặt điện thoại xuống, trong lòng vô cùng buồn bã, hắn nhớ đến thái độ giả tạo ngày hôm nay của Văn Hạo Nam, ngay lập tức trong lòng bừng bừng lửa giận, hắn tóm tập văn kiện trên bàn vất mạnh ra ngoài, xếp giấy trắng bay lả tả trong không trung. Chính trong lúc này, Thường Hải tâm gõ cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, cô ngớ người, cô không nói gì cả, chỉ cúi xuống, lặng lẽ nhặt đám văn kiện lộn xộn dưới đất. Xếp gọn gàng đặt lại trên bàn làm việc của Trương Dương, cô nhấc chén trà trước mặt hắn, pha cho hắn một chén khác đặt trước mặt. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi Trương Dương lúc này lại có người đến, Cao Liên Minh chạy hộp tốc vào. Gã thở hồng hộc, trương, trương, thấy Thường Hải Tâm cũng ở trong phòng, Cao Liên Minh vội vàng ngừng lời, thở một hơi, thấy sắc mặt xanh lét của Trương Dương, tên này hỏi cẩn thận, hai người cãi nhau à? Trương Dương trừng mắt, anh vào không biết gõ cửa à? Cao Liên Minh nói, tôi gõ rồi, hơn nữa hai người cũng đâu có đóng cửa chứ. Thường Hải Tâm nói, anh nói vớ vẩn gì đấy? Trương Dương nói, có chuyện gì không? Không thấy tôi đang bận à?" Cao Liêm Minh nói, "Bí thư Trương, không có chuyện gì thì tôi đến tìm anh làm gì?" Trương Dương gật đầu nói, "Tôi đang phiền lòng lắm, có chuyện gì anh nói mau đi." Cao Liêm Minh quay người ngồi xuống ghế sofa, rồi lại thở dốc, "Tôi nghe nói trình cục xin không làm nữa, chuyện này là thật hay là giả?" Trương Dương nói, "Chuyện này có liên quan đến anh sao?" Cao Liêm Minh nói, "Chẳng phải tôi đến viện kiểm sát rồi sao?" Tôi còn là một phần tử của công an Tân Hải nữa." Trương Dương nói, "Không có chuyện đó, đừng nghe người ta nói lung tung." Cao Liêm Minh nói, "Việc này tôi biết rất rõ, trình cục bị oan chính là tổ công tác của tỉnh bắt người đi, vấn đề không nằm ở chúng ta." Trương Dương nói, "Anh có chứng cứ không? Nếu có chứng cứ thì anh cũng không cần nói với tôi, đi tìm thẳng cha anh ấy, nói rõ chân tướng sự việc cho ông ấy hay." Cao Liêm Minh nói, "Thật ra việc này không khó giải quyết." chỉ cần hỏi riêng ba người của tổ công tác đối chiếu xem khẩu cung của họ có giống nhau không là có thể biết được họ có ép cung trong quá trình thẩm vấn đồng chính dương không rồi trương dương nói tôi không có quyền làm việc đó hay là tôi giao việc này cho anh anh giúp tôi điều tra nếu như anh có thể giải oan cho tôi và trình diệm đông tôi cảm ơn anh lắm anh chọn một khách sạn bất kỳ trong bắc cảng này tôi mời anh cao liêm minh nói anh nói vậy là có ý gì anh coi thường tôi à Trình Diệm Đông cũng là người anh tốt của tôi, giờ đây anh ấy đứng ra chịu oan, tôi cũng lo chứ, tôi không sợ nói với anh rằng, vừa rồi tôi đã gọi điện cho cha tôi rồi, và tôi cũng đã nói rõ ràng với ông trong điện thoại, sự việc còn chưa được làm rõ, dựa vào đâu mà bắt Trình Diệm Đông chịu trách nhiệm chứ?" Trương Dương nói, "Cao Liêm Minh, tôi xin anh, anh đừng làm loạn thêm nữa, anh gọi điện cho cha anh như vậy, ông ấy còn tưởng tôi bảo anh làm thế nữa kìa." Cao Liêm Minh nói, "Bí thư Trương, tôi thật sự muốn giúp đỡ nếu trình cục nhận chuyện này thì đời anh ấy coi như chấm hết chúng ta đều là anh em tốt của nhau anh không thể thấy chết mà không cứu trương dương tức giận nói mẹ kiếp sao anh phiền phức vậy tôi đã nói là sẽ để anh ta nhận trách nhiệm à nếu phải nhận trách nhiệm thì cũng là tôi nhận cùng lắm thì ông đây không làm cái chức bí thư thị ủy này nữa mẹ nói chứ xem xem ai dám đổ bô phân lên đầu chúng ta nào cao liêm minh còn muốn nói vài câu nữa nhưng thấy thường hải tâm nháy mắt với gã ngay lập tức gã đã hiểu ngay giờ đây trương dương đang tức giận đùng đùng không thích hợp nói thêm gã không nên đổ thêm dầu vào lửa gã lắc lắc đầu rồi yên lặng rời đi sau khi cao liêm minh đi khỏi trương dương vẫn tức giận nói mẹ kiếp thật không muốn làm nữa tự dưng phải chịu bực thế này thường hải tâm nhẹ nhàng nói anh đừng tức giận nữa sự việc đã xảy ra rồi thì phải nghĩ ra cách giải quyết anh uống ngụm nước đi tức chỉ làm mệt người thôi được thường hải tâm khuyên bảo trương dương uống một ngụm trà rồi điềm đạm nói anh không sợ nhưng anh cảm thấy mình bất lực quá việc này chẳng liên quan gì đến trình diệm đông hết nếu nói đến trách nhiệm thì trách nhiệm cũng thuộc về anh dựa vào đâu mà bắt anh ta chịu trách nhiệm chứ thường hải tâm nói lãnh đạo chẳng phải vẫn chưa có cách xử lý sao em thấy có lẽ sự việc vẫn có thể thay đổi được thay đổi trương dương lắc đầu hắn không tin rằng chuyện này có cơ hội thay đổi người đã chết hơn nữa báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng trước lúc chết người này bị đánh, báo cáo cũng đã bị tiết lộ ra ngoài, nếu như không có một đáp án hợp lý, người nhà của người chết nhất định không chịu thôi." Thường Hải Tâm nói, vừa rồi những điều Cao Liêm Minh nói có phải là thật không? Việc này có phải liên quan đến Văn Hạo Nam không?" Trương Dương nói, những việc không có chứng cứ thì cũng không nói trước được gì." Thường Hải Tâm cắn cắn môi, nhà văn gia có biết không vậy? Trương Dương mệt mỏi khép đôi mắt, sớm muộn gì rồi cũng biết thôi. Thường Hải Tâm nhẹ nhàng, "Trương Dương, dù xảy ra chuyện gì, em cũng kể vai sát cánh cùng anh." Trương Dương mở đôi mắt, gặp phải ánh mắt dịu dàng của Thường Hải Tâm, hắn giơ tay ra ôm lấy Thường Hải Tâm, rồi nói đầy kiên định, "Bất cứ chuyện gì cũng không đánh bại được anh đâu." Trương Đại Quan là một người ý chí kiên định, hắn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, buổi chiều ngày hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp Đảng ủy và bố trí xong công việc, Trương Dương lái xe đến Phong Trạch, đó là quê của Trình Diệm Đông, Trình Diệm Đông sau khi báo bệnh đã về quê. Trương Dương cần phải nói chuyện cho ra lẽ với gã, Trương đại quan không thể chịu nổi cảm giác nợ người khác, dù Trình Diệm Đông là bạn của hắn, nhưng hắn cũng không muốn vậy, hắn càng không muốn nhìn thấy bạn mình chịu ấm ức. Trương đại quan vừa đến bãi đỗ xe, đã nhìn thấy Kiều Mộng Viện ngồi chiếc xe của ban chiêu thương về, gần đây Kiều Mộng Viện bận chuyện ở ban chiêu thương, mặc dù làm việc cùng một trung tâm hành chính với Trương Dương, nhưng cơ hội gặp gỡ của hai người không nhiều, còn một lý do nữa là Kiều Mộng Viện tránh người khác nói ra nói vào về quan hệ của cô và Trương. Dương, mặc dù không gặp nhau nhiều, nhưng không có nghĩa Kiều Mộng Viện không biết những khó khăn gần đây Trương Dương gặp phải, cô nói với Trương Dương, bí thư Trương, đang định đi tìm anh, tối nay anh dỗi không? Tôi mời anh ăn cơm. Kiều Mộng Viện rất ít khi chủ động mời Trương Dương, cô vốn không muốn nói, nhưng thấy Trương Dương trao mày, cô không khỏi lo lắng, vì vậy cô đã mời hắn ăn cơm, cũng là tìm một cơ hội để an ủi hắn. chương 1820, Bình Dị mới là thật chất một. Trương Đại Quan không trả lời ngay. Kiều Mộng Viện nói, anh chọn thời gian địa điểm, hôm nay không có thời gian cũng không sao. Thật ư, Kiều Mộng Viện gật đầu rất thành thật. Trương Dương nói, xe. Kiều Mộng Viện nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan ca, cô vừa nói như vậy, không ngờ trương dương đã ngay lập tức làm thế rồi cô kéo cửa xe ngồi vào trong cười nói đi đâu trương đại quan gạt cần khởi động chiếc xe đi ra khỏi trung tâm hành chính hắn mới nói phong trạch kiều mộng viện ngỡ ngàng phong trạch sao đột nhiên lại đi đến đó trương dương nói muốn tìm một người bạn hắn quay sang nói với kiều mộng viện em không muốn đi kiều mộng viện mỉm cười lắc đầu rồi điềm đạm nói em nghe anh mà có điều trên đường em muốn nghỉ một chút Cô chỉnh lại ghế ngồi tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, sau khi đến Tân Hải, gần như ngày nào cô cũng bận làm việc, Kiều Mộng Viện thật sự hơi mệt mỏi, sau khi lên xe không lâu cô đã ngủ thiếp đi. Trương Dương dừng xe bên đường, lấy một chiếc chăn từ đằng sau đắp cho Kiều Mộng Viện, rồi mới lái xe đi tiếp. Phong Trạch cách Tân Hải không xa, Trương Dương lái không đến 2 tiếng đồng hồ đã đến khu thành phố của Phong Trạch, Trương Dương rất thông thuộc nơi hắn đã từng làm việc này hắn không mất nhiều thời gian đã tìm đến được nơi ở của cha mẹ Trình Diệp Đông, đỗ xe xong, Kiều Mộng Viện cũng tỉnh, cô chấp chấp mắt, nhìn cảnh vật bên ngoài, trời vẫn còn rất sáng, cô nhìn đồng hồ, thế mà đã 7 giờ tối rồi, mới vào hạ nên trời sáng khá lâu. Trương Dương thấp giọng nói, em tỉnh rồi à. Kiều Mộng Viện ngập ngừng cười, tối qua em ngủ muộn quá, nên em hơi mệt. Mời người ta ăn cơm mà còn phải đi một đoạn đường dài vậy, xem ra số em khổ thật. Trương Dương cười, Lúc này tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà qua tấm kính, hắn chỉ căn phòng đang sáng đèn ở giữa và nói, đó chính là nhà của Trình Diệm Đông. Kiều Mộng Viện nói, em không xuống xe nữa, em đợi anh ở đây. Trương Dương gật đầu, hắn đã mua chút hoa quả trên đường, đến nhà cha mẹ Trình Diệm Đông không thể đi tay không. Trương Dương gõ cửa, người mở là mẹ của Trình Diệm Đông, bà nhận ra Trương Dương thấy trương dương bà không khỏi ngạc nhiên đây chẳng phải là bí thư trương sao sao anh lại đến đây trương dương nói tôi phải đến phong trạch làm việc vì vậy tiện đường đến thăm hai bác câu tiếp theo của bà cụ làm cho trương đại quan giật mình bà nhìn đằng sau trương dương rồi nói diệm đông không đến cùng với anh sao trương đại quan giờ mới biết trình diệm đông không về nhà trình mẫu mời hắn vào nhà trương dương đặt quà xuống cha trình diệm đông cũng đến chào thấy trình diệm đông không có ở đó Trương Đại Quan đương nhiên cũng không có ý định ở lại lâu, hắn nói chuyện với hai người một lúc, rồi mượn cơ buổi tối còn phải đi dự tiếc, rời khỏi nhà trình ra. Kiều Mộng Viện thấy hắn trở lại nhanh, cô đoán rằng hắn có lẽ không gặp được Trình Diệm Đông, nhẹ nhàng nói, không tìm thấy hả. À? Trương Đại Quan trách, Trình Diệm Đông này, làm trò gì vậy chứ? Không ở nhà, mà lại chạy đi đâu rồi? Kiều Mộng Viện nói, khi tâm trạng không tốt, con người ta luôn muốn yên tĩnh, em thấy có lẽ anh ta cũng vậy, thật ra anh không cần phải tìm đến đây, Trình Diệm Đông cũng là người lớn rồi, ngay cả chút việc như thế này cũng không chịu nổi, thì anh ta làm sao quản lý nổi cục công an Tân Hải. Trương Dương thấy Kiều Mộng Viện nói vậy, liền từ bỏ ý định gọi điện cho Trình Diệm Đông. Kiều Mộng Viện cười nói, em nhớ anh đã từng làm thị trường ở Phong Trạch. Trương Dương nói, có lẽ em rất rõ về mọi chuyện của anh. Kiều Mộng Viện nói, không rõ, trước kia em tưởng anh là người thật thà, bây giờ mới phát hiện ra. Kiều Mộng Viện không nói hết, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Trương Dương biết rằng cô nói như vậy là vì lần trước Trương Dương uống quá chén nói ra chuyện tình cũ của mẹ cô và Tiêu Minh Hiên ra, Kiều Mộng Viện nhất định cho rằng hắn có chuyện giấu cô ấy. Trương Đại Quan không muốn nói thêm về chuyện này, liền cười nói anh rất thật lòng với em, còn đối phó thì chỉ để dành cho người khác thôi. Thôi đi anh, em thấy ngược lại thì đúng hơn, anh toàn tính nhiều với em lắm, nhưng người khác thì không phải thế kiều mộng viện ngồi thẳng lên nói anh đói không trương dương nói nào chúng ta đi ăn cơm kiều mộng viện nói đi đâu ăn đây trương dương đột nhiên nhớ đến cửa hàng đồ nướng của phùng thiên du lâu rồi không đến phong trạch nghĩ lại thật sự là nhớ quá trương dương liền nói hay là chúng ta đi ăn đồ nướng nhé kiều mộng viện nói có phải anh sợ em không đủ tiền trả không đi từ xa đến đây để ăn một bữa đồ nướng à anh yên tâm đi, em vẫn đủ tiền để mời anh một bữa cơm." Trương Dương nói, "Không phải vậy, lạc đà chết gầy cũng to hơn ngựa, dù giờ em không kinh doanh nữa, nhưng cơ sở của em vẫn còn đó, em giàu hơn nhiều so với anh chàng hai bàn tay trắng như anh. Anh chỉ là nhớ đến quán nướng của nhà thầy giáo Phùng, mặc dù anh đã đi nhiều nơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng nơi nào có hương vị giống như nhà họ cả." Kiều Mộng Viện nói, "Nếu anh muốn ăn thì chúng ta đi." Phong trạch mấy năm gần đây thay đổi không nhiều, Trương Dương và Kiều Mộng Viện rất nhanh đã tìm đến được chỗ đó, có điều quán đồ nướng đã không còn nữa, mà ở bên cạnh nhìn thấy một cửa tiệm đồ nướng, Trương Dương nói, nhất định là chỗ này rồi. Hắn đỗ xe rồi cùng Kiều Mộng Viện đi vào trong, thấy một cô gái đầu quấn khăn hoa bước đến rồi cười nói, mời hai vị. Khi cô nhận ra đó là Trương Dương, cô liền chớp chớp mắt, rồi vui mừng nói, thị trưởng Trương, thị trưởng Trương. Trương đại quan lúc ấy mới nhận ra cô gái trước mắt là Phùng Nguyệt, mấy năm không gặp, cô đã trở thành một cô gái lớn phổng rồi. May mà trong cửa tiệm không nhiều người, nếu không nhất định tất cả mọi người sẽ nhìn về phía này. Phùng Thiên Du nghe thấy tiếng con gái, vội vàng chạy đến, nhìn thấy Trương Dương, anh ta vui mừng khôn xiết, cởi bỏ bao tay, rồi giơ tay ra với Trương Dương, "Thị trưởng Trương, tốt quá, tốt quá, tôi luôn nói với Phùng Lộ có cơ hội sẽ mời anh đến ăn cơm, anh đến thật rồi." Trương Dương cười nói, thầy giáo Phùng, hôm nay tôi đi qua đây, dẫn bạn đến thưởng thức đồ nướng của anh, nhưng vừa rồi không tìm thấy sạp đồ nướng của anh nữa. Nhìn thấy cửa tiệm này, tôi đoán rằng nhất định là do anh mở, quả nhiên đoán không sai chút nào. Phùng Thiên Du gật đầu lia liệu, mấy năm gần đây phong trạch quản lý nghiêm quá, không cho bán ở vỉa hè nữa, nói rằng ảnh hưởng đến môi trường, vì thế chúng tôi dùng chút tiền kiếm được, mở một cửa tiệm đồ nướng nhỏ, mau, mời vào trong ngồi, tiểu nguyệt, mau chuẩn bị cho thị trưởng trương vào phòng vào phòng trương đại quan và kiều mộng viên cùng phùng nguyệt vào trong căn phòng duy nhất trong tiệm phùng nguyệt vui vẻ cười nói thị trưởng trương tôi còn tưởng anh sẽ không đến chỗ chúng tôi nữa kìa trương dương cười nói tôi muốn đến lắm nhưng công việc bận quá không dành được thời gian phùng thiên dù đứng ngoài nói tiểu nguyệt con gọi điện cho chị con đi bảo chị con đến đây luôn trương dương ngạc nhiên nói phùng lộ Cô ấy chẳng phải đang học ở kinh thành sao?" Phùng Nguyệt nói, "Chị ấy vừa về hôm qua xong, mấy ngày nay chị ấy xin nghỉ để về thăm nhà." Khi Phùng Nguyệt ra ngoài pha trà, Kiều Mộng Viện cười nói, "Anh rất thân với gia đình họ." Trương Dương nói, "Đó là thầy giáo Phùng của trường Nhất Trung Phong Trạch, dạy học rất tốt, hai cô con gái cũng rất thông minh." Kiều Mộng Viện nói, "Và cũng rất xinh đẹp." Trương đại quan cảm giác được gì đó trong ánh mắt đầy ngụ ý của Kiều Mộng Viện hắn cười nói mộng viện suy nghĩ của em có thể đơn giản hơn được chút không kiều mộng viện nói suy nghĩ của em rất đơn giản em chỉ sợ tư tưởng ai đó không đơn giản thôi trương dương nói làm khó em rồi bao nhiêu năm nay phải ở cùng với người không đơn thuần như anh còn phải giữ thân như ngọc thật là khó khăn kiều mộng viện hơi đỏ mặt cô mắng đúng là cái miệng anh chẳng nói được gì tử tế cô cảm thấy gần đây trương dương không được vui vì vậy khoan dung hơn với những lời nói quá đáng của hắn, nhưng trong lòng cô lại ngầm hỏi bản thân mình, giờ đây cô rốt cuộc sao thế này, sao cô lại quan tâm đến hắn như vậy? Phùng Thiên Du bê cho họ một lò nướng, Phùng Nguyệt bê mấy món ăn lên. Trương Dương nói, thầy giáo Phùng, anh mau đi bán hàng đi, chúng tôi tự lo được rồi. Phùng Thiên Du cười nói, lúc này khách chưa đông, người ăn đồ nướng nhiều nhất là người thức đêm, sau 9 giờ mới bắt đầu đông khách kia khi nói đến đây bên ngoài đã bắt đầu có khách vào trương dương vội vàng bảo anh ta đi bán hàng phùng nguyệt bê đến hai cân thịt xiên rồi lại đưa thực đơn cho kiều mộng viện bảo cô gọi món kiều mộng viện gọi một vài món chay trương dương nói cô sắp thi đại học rồi phùng nguyệt nói năm nay tôi thi vậy mà còn không về ôn tập à phùng nguyệt cười nói tôi đăng ký vào trường đại học sư phạm đông giang có lẽ không mấy vấn đề trương dương nói hay lắm làm giáo viên tốt mà. Phùng Nguyệt nói, tôi thích môi trường của trường đó, đơn giản. Lúc này Phùng Lộ từ ngoài bước vào, cô đã cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo phông màu vàng cam, chiếc quần bò màu xanh, mặc dù mặc rất giản dị, nhưng đầy sức sống. Cuộc sống mấy năm ở Kinh Thành đã giúp cô bỏ đi vẻ xanh sao trước đó. Hai con mắt trong veo của Phùng Lộ nhìn Trương Dương, rồi ngay lập tức cười nói thị trưởng Trương, tôi còn tưởng rằng em tôi lừa tôi kìa chương 1821, bình dị mới là thật chất hai. Trương Dương cười nói, thật là không thể ngờ cô cũng ở phong trạch. Phùng Lộ nói, tôi đã xin nghỉ hai ngày, cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần là có thể về thăm nhà. Kiều Mộng Viện bảo cô ngồi xuống. Phùng Lộ cười nói, để tôi nướng cho, tôi là chuyên gia về mặt này. Trương Dương đưa xiên thịt cho cô. Mặc dù Phùng Lộ đã đi học đại học, nhưng tay nghề nướng thịt vẫn không hề thuyên giảm, rất nhanh cô đã nướng xiên thịt trở nên ngoài thơm trong mềm đưa cho trương dương và kiều mộng viện hai người ăn xong khen không mất lời trương dương rót cho kiều mộng viện nửa ly rượu rồi rót cho mình một ly phùng lộ cũng uống một tí trương dương nhấc chén rượu lên nói đây mới là cuộc sống phùng lộ nói thị trưởng trương có lẽ lâu lắm rồi không ăn quán ven đường trương dương nói tôi hay ăn lắm nhưng không đâu có hương vị như của nhà cô kiều mộng viện nói thật ra những nơi ngóc ngách là những nơi có thể thể hiện được cuộc sống đời thường nhất những người làm quan như các anh nên đi ra ngoài thường xuyên nghe xem mọi người nói gì như vậy mới có thể thân thiết với dân trương dương nói cô cảm thấy tôi không thân thiết với dân à phùng lộ cười khanh khách dù sao thì vẫn cảm thấy không giống với chúng tôi anh là người làm quan chúng tôi là người dân đời sống của chúng ta không giống nhau trương dương nói làm quan thì cũng là người mọi người chẳng có gì không giống nhau hết, ai mà chẳng có hỉ nộ ái ố, ai mà chẳng có lúc không vui. Trương Dương vừa nói xong những lời này thì điện thoại của hắn đã vang lên, đó là Trình Diệm Đông gọi đến, Trình Diệm Đông vừa về đến nhà, nghe nói Trương Dương đến, vì vậy vội vàng gọi điện cho hắn. Trương Dương nói chỗ hắn đang ở, 10 phút sau Trình Diệm Đông đã đến nơi rồi, sau khi Trình Diệm Đông đi vào, Phùng Lộ liền đi ra ngoài giúp việc, cô gái này rất thông minh, cô chủ yếu là để cho trương dương cùng mọi người có không gian riêng để nói chuyện trình diệm đông không ngờ trương dương sẽ đến phong trạch tìm gã gã xúc động nói bí thư trương sao anh lại đến phong trạch trương dương cười nói chủ nhiệm kiều nói muốn mời tôi ăn cơm tôi nghĩ đi nghĩ lại tất cả những quán cơm ở tân hải tôi đều ăn phát ngán rồi thế là tôi nhớ đến chỗ này mấy năm rồi tôi chưa ăn đồ nướng của thầy giáo phùng vừa nhớ ra là tôi đến đây Kiều Mộng Viện nói, nếu sớm biết mời bí thư trương một bữa cơm phải phiền toái thế này thì tôi sẽ không nói câu đó. Trình Diệm Đông cười theo, Trương Dương chỉ vào cốc rượu trước mặt hắn rồi nói, đừng chỉ cười không thôi, anh đến muộn rồi, phạt anh một cốc. Trình Diệm Đông nhấc chén rượu lên, trao trao mày nói, bí thư trương, tôi không có tử lượng tốt như anh, nửa chén thôi. Trương Dương gật gật đầu nói, tôi không miễn cưỡng anh. Trình Diệm Đông uống một ngụm rượu lớn, rồi trao trao mày nói, rất vui nghe thấy bí thư trương nói vậy hóa ra anh từ tân hải đến tìm tôi không phải vì miễn cưỡng tôi kiều mộng viện đứng một bên cười trương đại quan ngạc nhiên nói cô cười cái gì trình diệm đông cũng cười này hai người cười gì vậy rất buồn cười sao tôi rất buồn cười à câu này của hắn vừa dứt lời hai người càng cười dữ dội hơn trương đại quan thở dài nói thật là kỳ lạ kiều mộng viện nói trương dương đây là lần đầu tiên thấy anh thật thà thế. Tôi lúc nào chẳng thật thà, tất cả những người quen biết tôi đều nói tôi rất chân thành, thẳng thắn, quang minh, chính trực, vô tư. Trình Diệm Đông nói, tôi đồng ý. Trương Dương nói, Diệm Đôn à, chúng ta uống một chén. Trình Diệm Đông nói, tôi vừa uống xong mà, anh đến từ xa thế, hóa ra là để chút sai tôi sao. Trương Dương cười nói, không có ý đó, tùy anh, tôi uống hết hắn ngửa cổ uống hết sạch chén rượu trình diệm đông thấy hắn uống như vậy cũng uống hết nửa chén rượu còn lại kiều mộng viện nhắc nhở họ uống ít thôi nếu như hai người uống quá chén tôi không phụ trách đưa người về đâu nhé trình diệm đông nói chỗ này cách nhà tôi không xa uống quá chén tôi sẽ tự đi về gã nhớ ra một việc bí thư trương tối nay hai người ngủ ở đâu một câu nói làm cho kiều mộng viện đỏ bừng mặt gần đây trình diệm đông có phải vì nhiều chuyện quá không mà nói chuyện không chọn lời, cái gì gọi là hai người ngủ ở đâu chứ? Trương Dương nói, ở phòng trạch thì anh không cần phải lo. Hắn chủ động rót rượu cho Trình Diệm Đông, Diệm Đông, anh biết tôi tìm anh có chuyện gì không? Trình Diệm Đông nói, tóm lại không phải là vì tìm tôi để uống rượu, bí thư Trương muốn nói gì, tôi đều biết cả. Trương Dương nói, tối qua chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, sao anh vẫn không hiểu chứ? Trình Diệm Đông nói, dù sao thì cũng phải có người đứng ra lãnh trách nhiệm, hơn nữa tôi là cục trưởng công an Tân Hải, xảy ra chuyện này trong phạm vi quản lý của tôi, tôi không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm đây? Trương Dương nói, tôi đã từng nói, tôi sẽ lãnh tất cả trách nhiệm, anh làm như vậy thì còn coi tôi ra gì nữa? Trình Diệm Đông nói, bí thư Trương, có người muốn mượn gió bẻ măng, chuyện này kéo càng dài thì càng bất lợi với chúng ta, vì vậy cần phải có người đứng ra lãnh trách nhiệm bịt miệng những kẻ muốn lợi dụng chuyện này. Trương Dương nói, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, anh vội vàng lãnh trách nhiệm làm gì chứ? Trình Diệm Đông nói, tôi sẽ không thay đổi những gì mình đã quyết định. Trương Dương nói, cùng lắm là tôi không làm nữa, việc này nếu không làm cho rõ ràng, tôi quyết không thôi. Trình Diệm Đông nói, bí thư Trương, tâm trạng của anh tôi hiểu, nhưng có nhiều khi cần phải từ bỏ, phải hy sinh, từ bỏ không có nghĩa là nhận thua mà là để giành được thời gian và cơ hội. Kiều Mộng Viện gật đầu đầy đồng cảm, tôi đồng ý với ý kiến của Trình Cục. Trương Dương nói, nếu cần phải hy sinh, thì người đó nhất định là tôi, tôi sẽ không để bạn tôi chịu uất ức. Trình Diệm Đông cầm cốc rượu lên, chân thành nói, Bí Thư Trương, có thể nghe được câu này của anh, tôi đã thỏa mãn rồi. Trương Dương nói, Diệm Đông, tôi nói được là làm được, nhất định sẽ kể vai sát cánh với anh. Chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên, Trương Dương cầm điện thoại lên xem, đó là Cao Liêm Minh gọi đến, sau khi nhấc điện thoại, Trương Dương nói không hề khách khí, muộn thế rồi, tiểu tử nhà cậu có việc gì không? Cao Liêm Minh vui vẻ nói, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Trương Dương nói, tiểu tử nhà anh nói gì thế? Vớ vẩn. Cao Liêm Minh nói, trong phòng tạm giam Đồng Chính Dương bị một kẻ tình nghi công kích, người đó đã thừa nhận rồi, sau khi Đồng Chính Dương về phòng tạm giam Người đó đã đánh Đồng Chính Dương. Trương Dương gần như không tin vào tai mình, anh nói gì cơ? Rốt cuộc là anh đang nói gì? Cao Liêm Minh bình tĩnh lại, rồi mới nói, vừa rồi tôi đến chỗ chú Vinh, ông điều tra chuyện này từ đầu và chú ấy đã hỏi những nghi phạm nhốt cùng Đồng Chính Dương và cảnh sát ngày hôm đó, phát hiện ra rằng một người trong số đó đã từng là nhân viên của công ty Đinh Cao Sơn, điều càng làm người ta không thể ngờ được là, người đó và Đinh Cao Sơn còn là anh em kết nghĩa. Chu Vinh cảm thấy việc này vô cùng kỳ lạ, sau khi thẩm vấn những người đó đã phát hiện ra điểm nghi ngờ, cuối cùng có người báo cáo, chính là người tên Lương Tu Vũ đã đánh Đồng Chính Dương. Đây thật là một thông tin quá tốt, Trương Dương tưởng rằng không thể giải quyết được, hắn vốn cho rằng Đồng Chính Dương do Văn Hạo Nam hại chết, nhưng không ngờ sự việc lại có chuyển biến, giờ đây lại xuất hiện một bản khác, Lương Tu Vũ đã từng đánh Đồng Chính Dương, nếu thật sự như những gì Cao Liêm Minh nói, quan hệ của Lương Tu Vũ và Đinh Cao Sơn rất tốt, thì gã đánh đồng chính Dương, để trả thù tư là chuyện hết sức bình thường. Trương Dương bảo Cao Liêm Minh đi tìm hiểu rõ ràng vấn đề, sau khi đặt điện thoại xuống, hắn báo những tiến triển mới nhất cho Trình Diệm Đông. Trình Diệm Đông nghe được như vậy cũng ngớ người, lúc trước gã cũng đã điều tra những người từng tiếp xúc với đồng chính Dương, tổng cộng có 5 nghi phạm đã cùng nhốt với đồng chính Dương, nhưng khẩu cung của họ đều giống hệt nhau, đều nói rằng khi Đồng Chính Dương trở về đã như vậy rồi, hơn nữa cảnh sát phụ trách trông coi hôm đó cũng nói rằng không phát hiện ra điều gì bất thường, vì vậy Trình Diệm Đông mới nghiêng hướng nghi ngờ sang Văn Hạo Nam, chẳng lẽ gã đã phán đoán có vấn đề thật rồi sao? Kiều Mộng Viện nói, nếu tìm ra hung thủ thật sự, phiền phức chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Trương Dương lúc này cũng ngồi không nổi nữa, hắn vốn muốn gọi điện cho Vinh Bằng Phi, nhưng lại cảm thấy rằng trước khi việc này điều tra rõ ràng Hắn không nên chủ động gọi, nếu như những điều Cao Liêm Minh nói đều là sự thật thì chẳng phải hắn đã nghi oan cho Văn Hạo Nam rồi sao? Mặc dù Trình Diệm Đông ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, gã đồng ý chủ động lãnh trách nhiệm chuyện này là vì gã không muốn Trương Dương chịu phải quá nhiều ảnh hưởng, bất cứ người nào cũng không muốn chịu nỗi oan này. Trình Diệm Đông từ trước đến giờ đều nghi ngờ Văn Hạo Nam nhất, nhưng giờ đây sự việc lại phát triển theo hướng đi ngược lại với phán đoán của gã cuộc điện thoại này của cao liêm minh làm cho trương dương và trình diệm đông đều không bình tĩnh được nữa hai người đều chú ý đến chuyện này lại nửa tiếng trôi qua vinh bằng phi lại gọi điện đến cho trình diệm đông nghe thấy tiếng của vinh bằng phi trình diệm đông cảm thấy hơi lo lắng gã thấp giọng nói vinh thính tiếng của vinh bằng phi rất lớn rõ ràng là rất giận dữ anh làm gì vậy hả xin nghỉ phép có vấn đề là lại muốn chạy trình diệm đông ơi là trình diệm đông anh vô trách nhiệm vậy à việc xảy ra trên địa bàn của mình, anh không điều tra rõ ràng, mà lại vứt bỏ đấy, anh làm ăn kiểu gì vậy? Đợi tôi đến để chửi mông cho anh à. chương 1822, Bình Dị mới là thật chất ba. Trình Diệm Đông nói, Vinh Thính, xin lỗi, nhà tôi thật sự có việc gấp, vì vậy tôi phải chạy về, anh yên tâm, tôi không phải là trốn tránh trách nhiệm, tôi đã nói với anh rồi, sự việc của đồng chính Dương tôi sẽ nhận trách nhiệm. Vinh Bằng Phi tức giận nói, nhận trách nhiệm tôi càng muốn nhìn thấy anh điều tra rõ ràng giải quyết vấn đề anh làm cảnh sát nhiều năm thế mà như vậy à anh có điều tra thật sự chưa những cảnh sát trực ngày hôm đó sao lại không phát hiện ra có người đánh đồng chính dương trình diệm đông giật mình mặc dù gã đã, đã hỏi những cảnh sát trực ban ngày hôm đó nhưng mấy người đó nói rằng hôm đó không phát hiện ra vấn đề gì bất thường cả vinh bằng phi nói họ không ở hiện trường lúc đó anh biết không buổi trưa hôm đó Mấy người cảnh sát trực ban đã trốn đi đánh bài, họ đánh bài trong thời gian trực ban, Trình Diệm Đông à, Trình Diệm Đông, anh điều tra đi điều tra lại, vấn đề lại ở chính người của mình, anh không suy nghĩ về vấn đề bản thân mà còn đi nghi ngờ người khác. Trình Diệm Đông nói, thật sao? Nói xong câu nói gã ngay lập tức liền hối hận, đây chẳng phải là cố tình muốn chịu mắng sao? Vinh bằng phi tức giận nói, giờ đây anh cút về đây ngay cho tôi, tên khốn. Tôi còn tưởng rằng anh đã quản lý hệ thống công an Tân Hải có chuyển biến cốt lõi kìa, xem đám người dưới trường anh đi, chẳng ra sao cả. Nếu không phải họ không chuyên chức, thì sao lại xảy ra chuyện này? Trình Diệm Đông nói, Vinh Thính, cái này. Anh cút về đây ngay cho tôi. Vinh bằng phi mắng xong cục mạnh điện thoại. Mặc dù Trình Diệm Đông bị Vinh bằng phi mắng tơi bời, nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Gã nhìn Trương Dương nói, bí thư Trương, Vinh Thính đã tìm được hung thủ thật sự trương đại quan rụi rụi mắt thật mạnh cái gì ấy nhỉ việc này hình như hơi khó hiểu trình diệm đông không dám chậm trễ gã nói với trương dương một tiếng rồi vội vàng về tân hải trong đêm trương dương không cùng đi với gã một là vì vinh bằng phi không gọi điện thoại cho hắn hai là vì sự việc có chuyển biến tốt sau khi đến phong trạch hắn cảm thấy vô cùng thoải mái người ta làm quan lâu sẽ xa cách quần chúng không biết từ lúc nào phần lớn thời gian của trương dương đều đặt hết vào trong nhiệm vụ chính trị cuộc sống bình đạm này đã dần xa cách hắn, tối nay Trương Dương phát hiện ra rằng, bình dị mới là thật sự. Sau khi Trình Diệm Đông đi khỏi, Kiều Mộng Viện chủ động nhấc chén rượu lên nói chúc mừng anh. Chúc mừng tôi về điều gì? Kiều Mộng Viện nói, sau cơn mưa trời lại sáng, tưởng rằng sự việc đã rơi vào thế khó, mà bây giờ lại có sự chuyển biến tốt. Trương Dương nói, việc này không có quan trọng gì nhiều đối với tôi. Kiều Mộng Viện nghiêng nghiêng đầu, rồi mỉm cười nhìn trương dương nói thế điều quan trọng đối với anh là gì điều quan trọng là có thể cùng cô ăn một bữa đồ nướng bình dị kiều mộng viện cười cười rất tươi đôi mắt cô sáng hẳn lên anh chỉ theo đuổi điều đơn giản như vậy thôi sao trương dương lắc lắc đầu nói giờ đây tôi phát hiện ra bình dị mới thật sự tốt kiều mộng viện nói sự yên bình sau cơn sóng gió rất đáng quý vì vậy anh rất trân trọng nhưng loại người như anh nhất định không yên phận anh không thích sự bình ổn vì vậy không lâu sau anh sẽ lại ngửa quen đường cũ anh sẽ gây chuyện đây gọi là vết thương đã lành quên mất đau trương đại quan cười nói tôi thích câu nói này đấy cạn ly tên này ngửa cổ uống sạch số rượu trong chén kiều mộng viện nhấm một chút rượu rồi nói mặc dù tôi không phải là người trên quan trường nhưng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện trên quan trường quyết lực là một thứ bùa mê rất kỳ lạ bất kỳ ai động vào quyền lực sẽ dần dần mất đi diện mạo vốn có, trở nên không còn là chính mình nữa." Trương Dương nói, ý cô nói tôi thay đổi rồi ư? Kiều Mộng Viện nói, nhất định anh sẽ không thừa nhận, nhưng sự thay đổi này anh không nhận ra. Cô chậm chậm đặt chén rượu xuống rồi nói tiếp, rất nhiều người cho rằng mình có thể thay đổi được quan trường, nhưng đến cuối cùng họ phát hiện ra, quan trường vẫn là quan trường. Còn họ, dần già đi trong vòng xoáy quan trường, đến khi họ già hẳn rồi, mới phát hiện ra rằng chỉ có mình mới là người thay đổi. Trương Dương bất giác nhớ đến Kiều lão, xem ra những lời này của Kiều Mộng Viện được nói ra từ chính nội tâm cô. Kiều Mộng Viện nói, "Trương Dương, tính cách của anh không thích hợp làm quan." Trương Dương nói, "Rất bình thường mà, đây là một thời đại kỳ lạ, những người không thích hợp kinh doanh lại kiếm được nhiều tiền, những người không hiểu gì về văn học lại làm tác giả, những người không biết quản lý lại làm cán bộ, những kẻ không tuân theo pháp luật làm nhà từ thiện." Kiều Mộng Viện cười nói, theo logic của anh thì người tốt không nhận được báo đáp ư? Trương Dương nói, khó lắm, nếu như làm việc theo nguyên tắc tiêu chuẩn bình thường thì là đi theo Trào Lưu, người đi theo Trào Lưu vĩnh viễn không thể nổi trội trong xã hội này, bất cứ thời đại nào cũng đều không cần người tầm thường như vậy, mà cần một người tài nổi trội. Chỉ có loại người tài đó mới có thể chống đỡ với sóng gió, làm nên nghiệp lớn. Kiều Mộng Viện nói, xem ra anh cho rằng mình chính là loại người đó. Trương Đại quan gật đầu nói, đáng tiếc lần này sóng gió hơi lớn, làm cho tôi hơi choáng váng, tôi không nhận ra nhiều điều. Phùng Thiên Du nướng một cái đầu dê mang đến, Trương Dương cười nói, thầy giáo Phùng, không cần nhiều như vậy đâu, anh xem nhiều thức ăn như vậy, hai người chúng tôi ăn không hết được, anh cũng ngồi xuống uống một chén đi. Phùng Thiên Du nói, giờ đây là lúc việc làm ăn bận nhất, hai người nói chuyện đi, tôi phải đi xem hàng thế nào. Đợi chút nữa tôi sẽ đến uống cùng hai người mấy chén. Đột nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh quen thuộc, "Lão Phùng, lão Phùng, tôi bảo anh để lại phòng cho tôi đâu rồi?" Phùng Thiên Du vội vàng đi ra ngoài. Trương Dương đã nhận ra âm thanh đó chính là của Ngưu Văn Cường, thế giới này thật là nhỏ, ở phòng trẻ cũng gặp được bạn cũ. Phùng Thiên Du đã dành phòng cho Trương Dương, đâu còn phòng cho Ngưu Văn Cường nữa, anh ta xin lỗi, ông chủ Ngưu, anh xem cái trí nhớ của tôi này, tôi quên mất chuyện này rồi." Ngưu Văn Cường nói, "Sao thế?" lão phùng à, anh thật là không nể mặt tôi, tôi đã dặn đến thế rồi mà anh còn quên. một tiếng nói vang lên, mẹ kiếp sao anh nói lắm thế, sĩ diện gì chứ, lắm tiền hống hách có phải không? như văn cường chừng mắt, tên này uống rượu xong mới đến đây, bên cạnh còn có bạn gái đồng hân vũ, đàn ông ai mà chẳng cần thể diện chứ? nghe thấy những lời này, như văn cường đương nhiên tức giận đùng đùng, nhưng tên này ngay lập tức cảm thấy âm thanh đó sao quen thuộc vậy, quay đầu lại nhìn ngay lập tức liền vết miệng cười mẹ kiếp, sao lại là anh trương đại quan cười ha ha như văn cường vẫn giữ thói quen cũ đi đến đấm lên vai của trương dương mẹ kiếp thật chẳng nể mặt tôi đến phong trạch mà cũng không nói cho tôi một tiếng lần này có phải là ngoại tình với cô gái nào nên đến đây không tên này vừa nói vừa ngước đầu nhìn vào trong phòng nhìn thấy kiều mộng viện ngồi bên trong như văn cường rất xấu hổ liền lắp bắp đây chẳng phải là tiểu thư kiều sao Kiều Mộng Viện đã nghe thấy những lời vừa rồi gã nói, như văn cường lắm lời này, Kiều Mộng Viện chỉ muốn thưởng cho gã một cái tát. Trương Dương mời Đồng Hân Vũ vào, Đồng Hân Vũ là đô đốc của xưởng may quần áo ra, cũng là oan ra không đánh không quen với như văn cường. Đồng Hân Vũ cười nói tối nay văn cường uống hơi nhiều, nói linh tinh, hai vị đừng giận. Trương Dương bảo như văn cường ngồi xuống, Kiều Mộng Viện cười nói phong trạch thật là nhỏ, không ngờ ở đây cũng gặp được người quen như văn cường nói cũng chẳng phải trùng hợp gì bình thường tôi thường đến đây ăn đồ nướng sao hai người đột nhiên lại đến phong trạch trương dương nói mới đến không lâu tôi đang nhớ tới anh kia không ngờ anh lại đến rồi như văn cường nói anh có tám kiếp cũng không nhớ đến tôi kiều mộng viện nói như văn cường sao anh lại giống con gái thế tất cả mọi người đều cười đồng hân vũ đấm lên vai như văn cường rồi nói anh này ấy à gặp bí thư trương còn thân thiết hơn tôi ấy chứ. Trương Dương nói, đương nhiên rồi, khi bọn tôi quen nhau còn chưa có cô cơ đấy. Như Văn Cường nói, lúc đó anh đang mở quán karaoke, còn bí thư trương của chúng ta đang là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của Hắc Sơn Tử. Trương Dương nói, thật là nhanh, chớp mắt đã hơn 5 năm rồi. Như Văn Cường gật đầu nói, giờ anh đã là bí thư thị ủy rồi, tôi vẫn còn đang nuôi cá nuôi tôm ở phong trạch. Trương Dương nói, tôi chỉ được cái tiếng thôi, còn anh được miếng, giờ đây đã là phú ông rồi, còn có đệ nhất mỹ nữ của phong trạch đến cùng anh, anh vừa có tài vừa có sắc rồi. Như Văn Cường nói, anh cũng vậy, ánh mắt quay sang nhìn Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện đương nhiên hiểu được ý của gã, mặt đỏ bừng, trong lòng nói bạn của Trương Dương đều chẳng phải loại tử tế gì. Như Văn Cường trước khi đến đây đã uống không ít rượu, Trương Dương không để gã uống nhiều, rót cho gã nửa chén, rồi mỉm cười nói, gần đây mấy anh em các anh cũng không đến Tân Hải chơi, sao thế? Quên người anh em là tôi rồi à? Như Văn Cường nói, gần đây hơi bận, đang là mùa thu hoạch, bận xong mùa này là tôi không còn việc gì nữa rồi, đến lúc đó cả ngày đến làm phiền anh, đúng rồi, Triệu Tân Vĩ đã làm xong thủ tục điều động rồi, gần đây sắp đến chỗ anh làm sở trưởng quản lý xe, tôi và Lão Đỗ đã hẹn nhau đi tiến anh ta. Trương Dương nói, thật ra không xa mấy, mọi người đều có xe, chỉ cần muốn gặp nhau, một cuộc điện thoại, chọn một chỗ ở giữa, hai tiếng là gặp được rồi." Nghiêu Văn Cường nói, nói thì nói vậy, chúng tôi đều không có việc gì, nhưng giờ anh là bí thư thị ủy, trăm công ngàn việc, sợ rằng anh không có thời gian." Trương Dương nói, dù công việc có bận thế nào cũng không thể quên anh em của mình." Nghiêu Văn Cường nói, anh làm quan ngày càng lớn, thì khoảng cách giữa anh và các anh em ngày càng xa, thật đấy, giờ đây ở cùng với anh tôi thấy mình với cao quá." đừng nói linh tinh đồng hân vũ kéo áo gã nhắc nhở trương dương cười nói để cho anh ấy nói đi như văn cường ngà ngà nói trương dương à giờ đây tôi rất nhớ thời chúng ta còn ở xuân dương các anh em ở cùng nhau cả ngày uống rượu nói chuyện tán gái dù là nói linh tinh thôi nhưng ai nấy đều thẳng thắn chẳng phải che đậy điều gì chẳng ai giấu ai điều gì chúng ta giờ đây tiền có rồi quyền cũng có rồi nhưng không được vui vẻ như lúc đó anh nói xem là tại sao Trương Dương mím mím môi, hắn không biết phải trả lời thế nào. Như Văn Cường nói, ngày hôm trước tôi đi thăm chị Khương Tử Hàm đã trở thành một chàng thanh niên rồi. Nhớ đến Khương Lượng, trong lòng tôi vô cùng buồn. Lúc đó tôi rất muốn gọi điện cho anh, tôi muốn tìm một người nói chuyện, muốn tìm một người uống chén rượu cùng tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, dù là có gọi thêm một người đến, thì cũng chỉ thêm một người buồn mà thôi. Dù là tôi có gọi tất cả các anh đến, thì anh em ta cũng không tề tựu đầy đủ được. Khương Lượng có về được không? không về được nữa rồi. Như Văn Cường vừa nói mắt vừa đỏ lên, lòng Trương Dương cũng cay cay. Hắn nhấc chén rượu trước mặt uống cạn. Như Văn Cường nói buổi tối ngày hôm trước, một mình tôi chạy đến bên hồ Phong Trạch mang theo hai chai rượu, một chai tôi đổ xuống hồ, một chai còn lại tôi uống hết. Mẹ kiếp, tôi vừa uống vừa khóc, tôi buồn. Nếu như anh em chúng ta cứ ở Xuân Dương mãi thì tốt biết mấy, như vậy Khương Lượng sẽ sống tốt, kiếm nhiều tiền thế này, làm quan lớn thế này có ý nghĩa gì? ai mà chẳng một ngày ba bữa cơm ai mà chẳng một cuộc đời bạn bè không còn nữa người thân không còn nữa sống còn ý nghĩa gì như văn cường uống chén rượu một người đàn ông như gã cũng gạt nước mắt nghẹn ngào trương dương nói văn cường mẹ kiếp lòng tôi cũng buồn lắm ai mà nói sai chứ khi không có tiền thì muốn kiếm tiền khi làm quan nhỏ thì muốn leo lên làm quan lớn nhưng khi anh đã có hết những gì mình muốn thì lại phát hiện ra rằng những năm tháng đã qua mới là đẹp đẽ nhất chỉ tiếc rằng chúng ta không thể quay đầu lại được nữa rồi. Kiều Mộng Viện và Đồng Hân Vũ Yên lặng ngồi bên cạnh, lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông này, họ nghe rất chân thành, và họ phát hiện ra rằng, nội tâm thật sự của hai người đàn ông này, dưới tầng tầng lớp lớp che đậy, hóa ra vô cùng thuần chất. chương 1823, sau khi mặt trời lên một, Trương Dương uống rất nhiều, uống đến cuối cùng, như Văn Cường bỏ ra bàn ngủ, trương dương giúp đồng hân vũ đưa gã lên xe đồng hân vũ và ngưu văn cường rời đi sau khi trương dương tạm biệt cha con phùng thiên du hắn ngồi lên xe kiều mộng viện chủ động đảm nhận chức trách lái xe nhìn trương dương ngồi yên trên ghế phụ lái rồi cô mới khởi động xe trương dương nói tôi không muốn về kiều mộng viện gật đầu nói anh muốn đi đâu tôi đưa anh đi trương dương nói tôi muốn nhìn mặt trời lên kiều mộng viện nói được chúng ta đến cửa Thái Bình xem mặt trời lên được không? Cửa Thái Bình là nơi tốt nhất ở Bắc Cảng để ngắm mặt trời lên. Trương Dương gật đầu. Khi đến cửa Thái Bình đã là một giờ đêm, Kiều Mộng Viện nhìn Trương Dương bên cạnh mình, phát hiện ra hắn mở đôi mắt, chăm chú nhìn cô, Kiều Mộng Viện đỏ mặt nói, anh nhìn tôi chầm chầm vậy làm gì? Trương Dương nói, không có gì, chỉ là tôi muốn nhìn thôi. Kiều Mộng Viện nói, còn lâu trời mới sáng, anh có thể tranh thủ nghỉ một lát trương dương nói cô thì sao kiều mộng viện đáp tôi không buồn ngủ không buồn ngủ hay là không yên tâm về tôi kiều mộng viện nói cả hai trương dương cười hắn đẩy cửa xe đến đằng sau hạ bằng chiếc ghế sau vừa vặn là một chiếc giường lớn trương dương nằm lên đó vẫy vẫy tay với kiều mộng viện thoải mái lắm có muốn đến đây nằm một lúc không kiều mộng viện lắc lắc đầu trương dương nói cô sợ tôi à kiều mộng viện mắng ai sợ anh chứ quả nhiên cô cũng đã chui ra hai người nằm trên chiếc ghế sau trương đại quan nghe thấy rất rõ ràng nhịp tim đập nhanh của kiều mộng viện kiều mộng viện đột nhiên nhớ ra một chuyện cô đứng dậy mở cửa xe ra một chút trương dương cười nói tôi đột nhiên nhớ ra một tin thời sự hình như một vị quan chức nào đó và nữ nhân viên của ông ta vì muốn mát mẻ vì thế chạy vào trong xe rồi mở điều hòa trong xe ra cửa xe đóng chặt hai người rồi làm gì gì đấy thoải mái trong đó kiều mộng viện mắng tôi không muốn nghe trương dương nói đồng chí mộng viện chúng ta có thể thuần khiết chút được không tôi không có ý gì khác chỉ là nói ra để chúng ta cẩn thận chút kiều mộng viện nói tôi không cần anh cảnh cáo dù sao thì anh cần phải xây dựng tư tưởng tốt trương dương giơ tay ra ôm lấy cổ kiều mộng viện kiều mộng viện xấu hổ anh làm gì vậy trương dương nói không có ý gì cả chỉ là muốn làm gối thịt người cho cô thôi kiều mộng viện bật cười cười gì vậy không có gì chỉ là nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của anh và ngưu văn cường không ngờ tâm hồn các anh cũng có lúc thuần chất thế tôi lúc nào chẳng thuần chất kiều mộng viện nói xin lỗi cho tôi tôi thật là không nhận ra trương dương nói thật ra gần đây tôi cần an ủi tôi cũng biết hôm nay cô có ý mời tôi ăn cơm mục đích là để an ủi tôi kiều mộng viện nói anh là lãnh đạo của tôi cũng có thể là tôi tìm cơ hội để nịnh nọt anh trương dương lắc lắc đầu cô không coi tôi là lãnh đạo vậy thì tôi coi anh là gì là người bình thường cô coi tôi là một người bình thường kiều mộng viện mỉm cười nói người bình thường tôi chỉ là không coi anh là bí thư trương mà thôi trương dương thấp giọng nói tôi rất muốn làm một người bình thường hắn giang rộng đôi tay ôm lấy kiều mộng viện kiều mộng viện run lên một chút nhưng không kháng cự một lúc sau cô mới yên tâm giơ tay ra ôm lấy cơ thể trương dương và cứ như vậy họ ôm lấy nhau trong yên lặng không có một động tác nào khác và cứ thế ngủ thiếp đi buổi tối hôm đó họ ngủ rất ngon khi kiều mộng viện tỉnh giấc phát hiện mặt trời đã dâng lên bầu trời từ bao giờ đi từ xa đến để xem mặt trời mọc không ngờ lại ngủ quên mất cô nhìn trương dương bên cạnh mình trương dương vẫn ngủ rất ngon nét mặt an lành vui vẻ kiều mộng viện muốn dậy nhưng bị hai tay hắn ôm chặt không động đậy được đây là lần đầu tiên cô quan sát trương dương ở khoảng cách gần như vậy cô nhìn từng chi tiết trên nét mặt trương dương trong lòng kiều mộng viện có một niềm vui khôn tả cô giơ tay ra các ngón tay dường như muốn chạm vào gương mặt trương dương nhưng lại giữ một khoảng cách nhỏ giờ tay theo các đường nét trên mặt trương dương cơ thể trương dương động đậy chân hắn đẻ lên chỗ đó của trương dương tư thế này làm cho kiều mộng viện đỏ mặt tim đập thình thịch điều phiền toái hơn nữa là cô cảm thấy giữa hai chân có một vật gì đó cứng cứng đang chọc vào người mình Kiều Mộng Viện dẫy người, nhưng không những không thoát ra được, mà vì dẫy lên như vậy nên bộ phận nhạy cảm của hai người càng gần nhau hơn. Nhịp thở của Kiều Mộng Viện trở nên gấp gáp hơn, cô nhìn Trương Dương, tên này dường như không phản ứng gì cả, Kiều Mộng Viện đẩy hắn, tên này vẫn ngủ ngon. Kiều Mộng Viện dường như có thể chắc chắn rằng hắn đang giả vờ, trong lòng vừa giận vừa ngại, cô cắn cắn môi, giơ tay ra, tóm lấy tay Trương Dương, rồi vặn ngược theo chiều kim đồng hồ, Trương Đại Quan lúc này không giả vờ nữa, đau đến độ kêu á lên một tiếng, cơ thể ngay lập tức nhảy lên phía trước. Kiều mộng viện cũng vì vấn đề đột ngột này mà phát ra một tiếng kêu, ngay lập tức mặt đỏ bừng lên. Trương đại quan ngồi thẳng dậy, rụi rụi tai, tên này vừa nãy thật sự là giả vờ, mỹ nhân trong lòng, có chút phản ứng cũng là bình thường, giả vờ ngủ say, trương đại quan cười đau khổ nói, mộng viện, cô ra tay mạnh quá, sao thế? Tôi đắc tội cô rồi à? Kiều mộng viện đỏ mặt nói, anh đúng là mặt dày. Cô thoát ra, đẩy cửa xe nhảy xuống bãi cát, ngọn gió biển mát rượi thổi đến, thổi đi sự buồn ngủ, cũng làm cho trái tim cô trở về nhịp đập bình thường. Trương Dương đi theo đằng sau cô, đi chân không trên bãi cát, cảm thấy rất thoải mái. Kiều Mộng Viện nhìn vầng mặt trời đỏ treo trên nền trời, cười nói chẳng phải anh muốn xem mặt trời mọc sao. Trương Đại Quan gãi gãi đầu, không ngờ lại ngủ lâu vậy. Kiều Mộng Viện nói, anh ngủ sai thật đấy. Câu này có cả ý nói đều, nguyên nhân thật sự chỉ có hai người mới bay Trương Đại Quan còn nở một nụ cười vô cùng ám muội, thấy tên này cười, Kiều Mộng Viện càng chắc chắn rằng hàng động vừa rồi của hắn là cố ý, cô hơi tức giận trừng mắt với Trương Dương, sau đó giơ tay ra véo tai hắn, Trương Đại Quan đã chú ý đến ý đồ của cô, cười chạy ra đằng xa. Kiều Mộng Viện nói, anh còn dám chạy à? Cô nắm một nắm cát ném về phía Trương Dương, Trương Đại Quan cười ha ha chạy men theo bờ cát, chân trần nhảy lên từng ngọn sóng đầy nhịp điệu ánh nắng buổi sớm mai chiếu lên bờ cắt bóng hai người, Kiều Mộng Viện cuối cùng đã ném chúng vào Trương Dương, Trương Đại Quan từ bỏ chạy trốn, hắn té nước biển lên người Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện tấn công lại không hề yếu thế, hai người đùa nghịch trên bãi cắt như con trẻ, bỏ lại đằng sau tất cả đau thương và phiền muộn, dùng cách trẻ con này để tạo ra niềm vui chỉ thuộc về mình họ. Đánh từ dưới nước lên bờ, Trương Đại Quan có lẽ đã quá đắc ý, ngã trên bãi cát. Kiều Mộng Viện xông lên, nhấc chân không hề khách khí, Giả bộ đạp lên bụng Trương Dương. Trương đại quan tóm lấy chân cô, vặn nhẹ nhẹ, Kiều Mộng Viện mất thăng bằng cũng ngã xuống bên cạnh hắn, hai người nhìn nhau, không ai động đậy gì, nằm yên với tư thế như vậy, ánh mắt nhìn đám đuối. Kiều Mộng Viện đột nhiên cảm thấy hơi sợ, Trương Dương nắm lấy tay cô, dần dần nhích lại gần, hắn đè lên cơ thể thanh xuân đẹp tuyệt của Kiều Mộng Viện, hôn lên môi cô, dịu dàng mà đằm thắm. Ánh mắt trời sao rạng rỡ đến thế, Trình Diệm Đông không hề ngờ rằng kết quả của việc này lại như vậy, Vinh Bằng Phi chỉ vào mũi gã mắng, sự việc lần này phải truy cứu trách nhiệm của anh, đồng chính Dương bị đánh, những cảnh sát phụ trách trông coi của các anh lại không phát hiện ra, đây chính là không tròn trách nhiệm, đây là hờ hững với chức trách của mình, anh cũng phải chịu trách nhiệm không quan sát đầy đủ. Thái độ Trình Diệm Đông rất khó xử, hắn luôn tưởng rằng vấn đề xảy ra trong quá trình thẩm vấn đồng chính Dương của Văn Hạo Nam, không ngờ cuối cùng vấn đề lại chính ở nội bộ của gã. Gã thấp giọng nói: "Vinh Thính, xin lỗi, tôi tôi không điều tra rõ ràng." Vinh bằng phi thở dài, rồi nói: "Tôi luôn nói với các anh, nói rất nhiều lần rồi, hệ thống công an chúng ta là một bộ đội kỷ luật, bất cứ hành động nào của chúng ta đều dựa trên luật pháp, không có chứng cứ không được nói linh tinh, sau khi xảy ra việc của Đồng Chính Dương, các anh đã điều tra cẩn thận chưa? Không điều tra rõ mà lại chỉ đầu mâu vào tổ công tác tỉnh." Trình Diệm Đông nói: "Tôi không có Vinh Bằng Phi nói, anh không có. Dù là anh chưa nói, nhưng trong lòng anh nghĩ vậy, nếu không Trương Dương tại sao lại nghi ngờ tổ công tác tỉnh chứ? Trình Diệm Đông thấp giọng nói, từ đầu đến cuối chúng tôi cũng chưa hề nói xấu công khai tổ công tác nửa lời. Vinh Bằng Phi nói, anh thật hồ đồ, Trương Dương cũng là một tên hồ đồ, chẳng phải chỉ là một tên quan nhỏ thôi sao, mà lại tỏ ra mình là nhất, không điều tra, mà lại kết luận vì tiện, gây mâu thuẫn nội bộ, các anh được lắm. Trình Diệm Đông bị nói đỏ hết mặt, gã nói nhỏ, thật ra trước đó tôi cũng đã điều tra rồi. Việc điều tra của anh có vấn đề, anh quá tin tưởng người của mình, rồi nghi ngờ người khác, nếu như trong quá trình điều tra không giữ cho lòng bình đẳng thì anh có thể điều tra ra kết quả gì chứ? Trình Diệm Đông bị Vinh Bằng Phi nói rất đau, dù sao thì người ta đã điều tra rõ ràng rồi, và gã thật sự cũng làm việc thiếu sót, gã biết rằng mặc dù Vinh Bằng Phi luôn nói bắt gã phải chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều, trước kia gã phải chịu trách nhiệm về toàn bộ cái chết của Đồng Chính Dương, giờ đây đã điều tra ra rằng bên trong coi có sơ sót, hơn nữa đã điều tra ra hung thủ đánh Đồng Chính Dương thật sự, vậy thì trách nhiệm của gã đã giảm nhẹ rất nhiều, Trình Diệm Đông nói. Vinh Thính, cảm ơn anh. Vinh Bằng Phi nói, anh không cần cảm ơn tôi, để điều tra rõ việc này, Văn Hạo Nam đã làm rất nhiều công việc, tất cả tư liệu về Lương Tu Vũ, hung thủ thật sự đều là do anh ta tìm ra. Các anh ấy à, đúng là phải cảm ơn Hạo Nam. Trương đại quan sau khi biết được kết quả điều tra của việc này, không hề cảm thấy bất ngờ, điều làm hắn vui mừng là Trình Diệm Đông đã không sao nữa. Hắn không chủ động liên lạc với Vinh Bằng Phi, vì hắn không biết mình nên nói gì, hiện tại, hắn không những hiểu lầm Vinh Bằng Phi mà còn đổ oan cho Văn Hạo Nam nữa, nếu gặp họ thì nhất định sẽ rất khó xử. Trương đại quan là một người ưa sĩ diện, buổi trưa ngày hôm đó về Tân Hải, tên này tắm một hơi thoải mái, hắn không thể quên được nụ hôn cùng kiều mộng viện ở trên bãi cát, trên môi vẫn còn lưu lại mùi thơm. Trương Dương thay xong quần áo rồi đi ra, nhìn thấy Phó Trường Trinh đã đứng đợi ở trong phòng làm việc rồi, Trương Dương nói hôm nay chẳng phải được nghỉ sao. Sao anh lại đến đây? Phó Trường Trinh nói, bí thư Trương, anh tắt máy điện thoại sao? Trương Dương cười nói, không phải tắt máy, mà là hết pin, tôi chưa kịp sạc. Phó Trường Trinh nói, vừa rồi phó thính trưởng vinh ở thính công an tỉnh gọi điện đến bảo tôi báo với anh gọi lại cho anh ấy ngay trương dương cười nói nếu anh ta còn gọi đến nữa thì anh nói tôi không có ở đây phó trường trinh gật đầu trương đại quan về lại chỗ ngồi khi hắn đang nghĩ phải đối mặt với vinh bằng phi thế nào thì đã nghe thấy tiếng phó trường trinh ở ngoài bí thư trương không có ở đây bí thư trương ôi cửa phòng bị đẩy ra văn hạo nam và cao liêm minh cùng bước vào Cao Liêm Minh vui vẻ nói, tôi đã nói là anh ta có ở đây mà. chương 1824, sau khi mặt trời lên thai. Trương đại quan chỉ muốn vất tên tiểu tử này từ trên tầng xuống đất, mặt văn hạo nam lộ ra nụ cười hữu hảo, gã mỉm cười nói, sao thế? Tắt máy điện thoại, không nghe điện thoại, trốn biệt không muốn gặp mọi người à? Trương đại quan hơi khó xử, hắn cười nói, tôi có gì mà phải trốn? Điện thoại hết pin, tôi vừa tắm xong, làm sao Trần Chuồng nghe điện thoại được? Cao Liêm Minh nói, tôi biết là anh có ở đây mà. Trương Dương trừng mắt với gã, chỉ có anh là thông minh. Cao Liêm Minh lẻ lưỡi, là chú Vinh muốn tìm anh. Văn Hạo Nam mỉm cười, Liêm Minh, anh đi ra ngoài chút, để hai anh em tôi nói chuyện riêng một lúc. Cao Liêm Minh gật đầu rời đi. Trương Dương cười với Văn Hạo Nam, rồi chỉ vào ghế sofa, ngồi đi. Văn Hạo Nam ngồi xuống. Trương Dương rót cho gã một cốc trà đặt trước mặt. Văn Hạo Nam vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, cậu cũng ngồi đi, người đứng kẻ ngồi như thế này tôi không quen. Trương Dương cũng ngồi xuống bên cạnh gã, trong lòng đang nghĩ, lần này thì hay rồi, hóa ra hắn đã chọn nhầm mục tiêu. Văn Hạo Nam nói, người anh em à, hình như anh xa cách với tôi nhiều rồi. Trương Dương cười nói, đâu có, vì chuyện này ấy mà, hì hì, tôi hơi ngại. Sự việc thay đổi quá nhanh, mặc dù đầu óc trương đại quan rất linh hoạt nhưng lúc này cũng không tránh khỏi ngại ngùng đối mặt với văn hạo nam thật sự hắn không biết nói sao cho phải nguyên nhân rất đơn giản vì hắn đuối lý văn hạo nam nói sáng nay mẹ gọi điện thoại đến tôi cứ cảm thấy hình như bà có chuyện gì bà rất quan tâm đến anh không gọi điện được cho anh còn tưởng rằng anh làm sao rồi tôi cũng không nói gì đến chuyện này trương dương nói điện thoại của tôi hết pin rồi văn hạo nam nói trương dương dù là anh nghĩ thế nào thì tôi luôn coi anh là anh em ruột nghe gã nói vậy trương đại quan không thể không xuống nước anh hạo nam sự việc lần này tôi văn hạo nam cười vỗ vỗ vai hắn việc này có quan hệ trực tiếp với tôi nếu như lúc đầu không phải tôi làm việc trái nguyên tắc thì cũng không gây ra hiểu lầm lớn như thế này gã nhấc chén trà lên uống một ngụm rồi nói tôi luôn muốn giải thích với anh lúc đầu tôi không để cho người bên tân hải đến là vì có một vài việc tôi không muốn họ biết quá sớm, tôi đang điều tra tư án của anh em nhà họ Đinh." Trương Dương nói, nghe nói anh đã bỏ rất nhiều công sức để điều tra chân tướng sự việc này. Văn Hạo Nam điềm đạm cười nói, "Cũng không tốn mấy công sức, tôi cũng không chỉ vì các anh, như anh nói vậy, về sự việc Đồng Chính Dương bị đánh, tôi và cục công an Tân Hải đều có trách nhiệm, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, ai nên lãnh trách nhiệm, lãnh bao nhiêu, chẳng ai biết được." Trương Dương nói, về việc này tôi đã rất hấp tấp, xin lỗi. Văn Hạo Nam nói, anh em với nhau hà tất phải nói những lời này. Hôm nay tôi đến tìm anh, một là để nói với anh rằng Vinh Thính đang tìm anh, anh có trốn cũng không trốn được, tốt nhất là chủ động đi gặp anh ấy, hay là muốn thương lượng với anh, hai anh em ta có chút hiểu lầm, có thể không cho người nhà biết được không? Trương Dương nói, anh yên tâm đi, có đánh chết tôi cũng không nói đâu. Văn Hạo Nam cười đứng dậy, không còn sớm nữa tôi phải đi đây còn một số việc chưa giải quyết những cảnh sát như chúng tôi chẳng bao giờ được nghỉ ngơi trương dương nói ăn cơm trưa rồi hắn đi văn hạo nam lắc đầu nói thôi chúng ta còn nhiều cơ hội sau khi văn hạo nam đi khỏi trương dương ngồi ở đó ngớ người ra hắn không ngờ việc này lại giải quyết như vậy hắn đã hiểu lầm văn hạo nam nghĩ đến những lời vừa rồi của văn hạo nam hắn cầm chiếc điện thoại trên bàn gọi cho vinh bằng phi trước khi gọi cuộc điện thoại này trương dương đã chuẩn bị sẽ bị mắng nhưng thái độ của vinh bằng phi lại nằm ngoài dự định của hắn thái độ của vinh bằng phi rất bình thản gã nhẹ nhàng nói cuối cùng cậu cũng gọi điện đến rồi trương dương nói điện thoại của tôi hết pin vinh bằng phi nói tôi đang ở tân hải vậy thì tôi mời anh ăn cơm không cần đâu tôi đã ăn rồi nếu như cậu có thời gian thì đến kim sa hoa một chuyến chúng ta nói chút chuyện trương dương đến kim sa hoa nhìn thấy xe của Vinh Bằng Phi đã dừng ở trên đường Tân Hải, hắn đỗ xe vào đằng sau xe Vinh Bằng Phi, bước về phía bãi cát, nhìn thấy Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi mặc quần áo cảnh sát, đứng thẳng người trên bãi cát, ánh mắt nhìn về đằng xa, nhìn mặt biển rộng thanh thang, gió thổi đến, từng lớp sóng cuộn lên, đời người chẳng phải cũng như vậy hay sao? Trương Dương nói, Vinh Thính. Vinh Bằng Phi gật gật đầu, mắt không nhìn hắn, thấp giọng nói kết quả điều tra cậu đã biết chưa? trương dương nói tôi biết rồi cậu có hài lòng không trương dương nói câu này của anh tôi không hiểu vinh bằng phi nói có phải cậu luôn tưởng rằng tôi xử lý chuyện này không công bằng vì bối cảnh xuất thân của văn hạo nam tôi thiên vị anh ta hơn nữa là do anh ta là người mà chúng tôi phái xuống đúng không trương dương nói có lẽ tôi đã có chút hiểu lầm vinh bằng phi nói cậu trả lời câu hỏi của tôi đi trương dương nói anh đúng là làm cho tôi cảm thấy vậy vinh bằng phi nói mặc dù tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng những việc đúng sai tôi đều biết cả trình diệm đông và văn hạo nam đều là người của tôi tôi đánh giá cao họ và tôi đối xử với họ như nhau không có bên trọng bên khinh bây giờ không như vậy và về sau cũng thế trương dương nói vinh thính tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp tấm lòng của anh vinh bằng phi nói cậu nhìn nhận thế nào tôi không quan tâm nhưng tôi hy vọng đừng để tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán Trương Dương nói, tôi sẽ rút kinh nghiệm về chuyện này. Vinh Bằng phi thở dài, hy vọng cậu thật sự làm được điều đó. Chuyện của Đồng Chính Dương cuối cùng đã điều tra rõ, ngoài hung thủ thật sự đánh Đồng Chính Dương đến chết là Lương Tu Vũ, những cảnh sát trực hôm đó, cục trưởng công an Tân Hải Trình Diệm Đông, người phụ trách tổ công tác phòng công an tỉnh Văn Hạo Nam đều bị phê bình và xử phạt với những mức độ khác nhau. Vinh Bằng phi rất công bằng trong chuyện này, không thiên vị ai hết, chỉ có Trương Dương không hề bị phạt. Vinh Bằng Phi giải thích rằng Trương Dương không thuộc vào phạm vi quản lý của gã, hơn nữa, việc này không có quan hệ trực tiếp với Trương Dương. Có người nói Trương Dương là kẻ may mắn, cũng có người cảm thấy chuyện này rất đáng tiếc, thị trường Tân Hải Cung Hoàn Sơn thuộc về kẻ thứ hai, y nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Trương Dương rõ ràng đã rơi vào trong phiền toái, sao đột nhiên lại bình an vô sự, tên này sao lại may mắn vậy? Y nhớ đến lời cảnh cáo trước đó của hạng thành, khuyên y không nên dậu đổ bìm leo, tốt nhất là giữ yên lặng quan sát, giờ đây xem ra hạng thành đúng là nghĩ sâu xa. Hạng thành cũng cảm thấy tiếc, nhưng từ đầu y đã có dự cảm như vậy, cuối cùng Trương Dương không chừng sẽ gặp hung hóa cát, giờ đây quả nhiên đã ứng nghiệm rồi, con người ta trong quan trường chỉ dựa vào năng lực là không đủ, anh có suy tính chu toàn đến đâu, người tính không bằng trời tính, nhưng nếu như ông trời quan tâm đến anh, thì anh sẽ gặp hung hóa cát, cái gọi là may mắn có rảnh cũng không giành được, Trương Dương quả thật rất may mắn. Mấy vị thường ủy của thành phố Bắc Cảng cũng rất hứng thú với việc xảy ra gần đây, trước khi họp, mấy người đó còn nói chuyện rông dài, vốn dĩ số đông tưởng rằng lần này Trương Dương sẽ gặp đen đuổi, nhưng không ngờ đến cuối cùng chuyện này lại chẳng liên quan gì đến hắn. Sau khi hạng thành bước vào phòng họp, mọi người mới yên lặng trở lại. Hạng thành ngồi vào vị trí của mình, cười nói, sao thế? Bên ngoài tôi thấy mọi người nói chuyện rôm giả lắm, tôi vừa vào sao đã im bặt thế này. Cung Hoàn Sơn nói, Mọi người cũng chẳng nói gì, chỉ là nói chuyện được Minh Oan mấy ngày trước thôi. Phó bí thư thị ủy Cung Kỳ Vĩ mới đến nhìn sang Cung Hoàn Sơn, ấn tượng của gã với Cung Hoàn Sơn ngày càng xấu đi, người này không hề bỏ qua một cơ hội để công kích. Cung Kỳ Vĩ cũng rất quan tâm đến chuyện của Đồng Chính Dương, nhưng gã không chủ động liên lạc với Trương Dương, dù sao thì gã cũng không hiểu mấy về chuyện này, thời gian này những thường ủy cũng đều tránh nói tới việc đó. Trên quan trường, đa phần mọi người đều giữ nguyên tắc không quan tâm đến chuyện không phải của mình, càng huống hồ người gặp phiền toái là Trương Dương. Mặc dù hắn là bí thư thị ủy Tân Hải, nhưng không ai dám chủ động gây sự với hắn, cả bí thư thị ủy Hạng Thành cũng vậy. Hạng Thành nói, việc này đã điều tra rõ ràng rồi, tôi đã nói rồi mà, tố chất cán bộ chúng ta tốt lắm, bộ đội công an chúng ta không làm những việc lạm dụng tư quyền đâu. Cung Hoàn Sơn nói, không phải là lạm dụng tư quyền mà là không làm đúng chức trách của mình. Hạng Thành nói, thật ra tôi cũng đang muốn nói chuyện này, đừng tưởng rằng chuyện này xảy ra trong hệ thống công an, xảy ra ở Tân Hải là không liên quan gì đến chúng ta, mỗi người chúng ta đều phải lấy đó làm gương, mặc dù đồng chí Dương chết là do bị đánh, nhưng thông qua chuyện này, chúng ta có thể nhận ra rằng trong thể chế của chúng ta có rất nhiều lỗ hổng về quản lý, chính những lỗ hổng trong quản lý này mới làm cho tội phạm thừa cơ, mới tạo thành việc lần này mang đến ảnh hưởng xấu cho lãnh đạo chúng ta. Chính phủ chúng ta, tất cả thường ủy đều yên lặng, không ai dám chủ động ngắt lời hạng thành. chương 1825, sau khi mặt trời lên ba, hạng thành uống một ngụm trà rồi nói, không làm tròn chức trách cũng là một tội, vừa rồi Hoàn Sơn nói phải lắm, tội đó còn nặng hơn tội lạm dụng tư quyền. Cung Hoàn Sơn thầm nghĩ, tôi nói như vậy lúc nào chứ? Lạm dụng tư quyền tôi nói, không làm tròn chức trách tôi cũng nói nhưng tôi đâu có nói rằng tội đó nặng hơn lạm dụng tư quyền nhưng cung hoàn sơn không dám phản bác dù sao thì cũng không phải là chưa chịu oan thay cho hạng thành thêm một lần nữa cũng chẳng sao chỉ hy vọng rằng hạng thành có thể nhớ đến điểm tốt của y cung hoàn sơn nhìn sang cung kỳ vĩ phát hiện ra cung kỳ vĩ đang lắng nghe rất chăm chú ánh mắt nhìn lên bàn nhìn thấy cung kỳ vĩ cung hoàn sơn liền cảm thấy rất buồn người ta là do bí thư tống phái đến lần này chỉ sợ rằng sẽ cướp mất chức bí thư thị ủy từ tay y rồi hạng thành nói tôi đề nghị triển khai hoạt động nghiêm khắc với bản thân tăng cường trách nhiệm bản thân học tập tinh thần tự làm chủ bản thân trong nội bộ các cán bộ đảng viên nhất định phải để các cán bộ đảng viên thấm nhuần tính quan trọng của trách nhiệm bản thân cần phải để mọi người biết rằng nhất cử nhất động của mình không những liên quan đến lợi ích thiết thân của người dân thậm chí còn có thể liên quan đến tính mạng của người dân tôi không phải là nói không có chứng cứ Hiện thực đã chứng minh sự lo lắng của tôi không phải là thừa. Từ giờ chúng ta bắt đầu làm, bắt đầu từ chính bản thân mình, tăng cường trách nhiệm và sứ mệnh của mỗi người là một nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chúng ta. Hạng Thành dừng lại một lúc rồi quay sang nói với Cung Kỳ Vĩ, "Đồng chí Kỳ Vĩ, việc này sẽ giao cho anh phụ trách." Cung Kỳ Vĩ mỉm cười nói, "Tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này." Cung Hoàn Sơn đến phòng làm việc của Hạng Thành sau cuộc họp, y nói, "Thật không ngờ, sự việc cuối cùng lại thay đổi." Trương Dương thật sự là quá may mắn. Hạng Thành nói, anh tưởng rằng việc này như vậy là xong rồi sao? Người nhà đồng gia không hài lòng với kết quả này, họ ho rằng cái chết của đồng chính Dương có liên hệ trực tiếp với Trương Dương, nếu không phải là do Trương Dương đánh gã trong lễ tang của anh em nhà Đinh Gia, rồi lại nhốt gã, thì đồng chính Dương sẽ không gặp phải lương tu vũ, và sẽ không bị anh ta đánh chết. Chính Trương Dương là người lạm dụng chức quyền, và sự sơ suất trong công việc của cảnh sát mới gây nên cái chết của Đồng Chính Dương. Giờ đây người nhà Đồng Gia đã đi tố cáo tại Kinh Thành rồi. Cung Hoàn Sơn nói, họ nói cũng đúng, Trương Dương nhốt Đồng Chính Dương vào trong cuộc đúng là hồ đồ, trẻ con quá. Hạng Thành nói, việc này còn chưa xong đâu, chúng ta không phải để ý. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư hạng, tôi nghe nói cuối tháng là sinh nhật tiết lão. Hạng Thành trao mày, không ngờ Cung Hoàn Sơn lại biết rõ vậy, xem ra gần đây y đã cảm thấy lo lắng vì sự có mặt của cung kỳ vĩ bắt đầu chú ý đến việc này rồi hạng thành gật đầu nói đúng vậy tôi đang suy nghĩ xem nên tặng tiết lão quà gì cung hoàn sơn nói tiết lão thích sách và nhiếp ảnh mua những đồ đó là được rồi hạng thành nhìn thái độ cung kính trên mặt cung hoàn sơn y đã hiểu được cung hoàn sơn muốn nói gì rồi nhẹ nhàng nói anh dành chút thời gian đi cùng tôi đến kinh thành đi cung hoàn sơn gật đầu nói để tôi chuẩn bị quà vì chuyện của đồng chính Dương, Trình Diệm Đông đã bị phạt cảnh cáo trong nội bộ đảng. Hình phạt này nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của gã. vốn gã đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi quan trường, nhưng không ngờ chuyện này lại có biến chuyển. người bị phạt như gã còn có Văn Hạo Nam, phòng công an tỉnh xử lý công bằng như vậy để không ai nói ra nói vào. Trình Diệm Đông nghe nói người nhà đồng ra vẫn không thôi truy cứu chuyện này, chạy đến kinh thành cáo trạng. gã bớt thời gian đi tìm Trương Dương, thấy Trương Dương đang cùng Thường Hải Thiên. Kiều Mộng Viện nói chuyện chiêu trương ở khu khai thác, đợi hai người họ rời đi, Trương Dương cười nói tôi nghe nói anh bị phạt rồi. Trình Diệm Đông gật đầu, đúng vậy. Trương Dương nói, hình phạt như vậy là tốt rồi, tôi yên tâm rồi. Ai cũng biết rằng bị phạt không phải là một chuyện tốt, nhưng trước mắt phạt cảnh cáo là việc tốt với Trình Diệm Đông vào lúc này. Điều đó cho rằng phòng công an tỉnh chỉ truy cứu đến đó, tuyên bố rằng nguy cơ chính trị của Trình Diệm Đông đã được giải trừ triệt để, vì vậy Trương Đại Quan mới nói như vậy trình diệm đông nói tôi nghe nói người nhà đồng ra đi tố cáo anh trương dương nói cáo thì cáo việc này lúc nào chẳng có từ khi tôi vào sĩ đồ hôm nào không có người tố cáo chứ trình diệm đông nói anh đúng là không gì xâm hại được trương dương nói cần phải nói rằng không nên buồn vì chuyện gì nếu như tôi cả ngày lo lắng về chuyện họ tố cáo thì làm sao tôi triển khai công việc được trình diệm đông nói bí thư trương thành phố phát văn kiện xuống yêu cầu chúng ta chỉnh đốn kỷ luật, tăng cường lòng trách nhiệm, gần đây chúng tôi đều đang triển khai học tập trong nội bộ. Trương Dương nói, học đi, ai bảo chúng ta bị người ta nắm tóc gáy. Trình Diệm Đông nói, việc này thật sự đã nhắc nhở tôi, đúng là tôi chưa làm tốt kỷ luật nội bộ, rất nhiều người làm việc qua loa, thiếu thái độ làm việc chăm chỉ. Trương Dương nói, Diệm Đông, việc của đồng chính Dương có phải đã điều tra rõ ràng hết rồi không? Trình Diệm Đông nói, điều tra rõ ràng rồi thật sự là Lương Tu Vũ đã đánh anh ta, giờ đây nhân chứng cũng đã tìm được rồi, vì tính đặc thù của việc này, trên tỉnh đã phái người trực tiếp chất vấn. Trương Dương nói, muốn làm gì thì làm, việc này đúng là rất phiền phức. Chiếc điện thoại trên bàn vang lên, Trương Dương cầm điện thoại lên, đó là Phó Trường Trinh nói với hắn rằng con gái của Đinh Cao Sơn Đinh Lâm đã đến, hỏi Trương Dương có thời gian gặp cô ấy hay không. Trương Dương nói, để cô ấy vào đi. Đinh Lâm mặc bộ quần áo làm việc, trông rất xinh đẹp sự đau khổ mất đi người thân không đánh gục cô có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt kiên định của cô khi đinh lâm bước vào phòng làm việc trình diệm đông vừa vặn rời đi trình diệm đông cười với cô cô gật đầu ngụ ý chào trương dương mời đinh lâm ngồi xuống hắn cười nói đinh tiểu thư sao lại có thời gian đến đây đinh lâm nói hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn bí thư trương đã giúp đỡ tôi ngày hôm đó trương dương nói không có gì giúp đỡ cả đâu hơn nữa cô cũng đã giúp tôi không ít đinh lâm nói tôi gây phiền phức cho anh mới đúng tôi đã nghe nói về chuyện của đồng chính dương nếu không phải do anh vì tôi thì cũng không gây ra việc oan ức lần này trương đại quan cười nói sự việc đã qua rồi làm gì được gọi là chuyện oan ức nữa đinh tiểu thư đã lo liệu xong chuyện gia đình chưa đinh lâm thở dài gần đây cảnh sát thường xuyên đến tôi bị gọi đi điều tra gần như tất cả nhân viên của công an đều bị điều tra một lượt trương dương hiểu Giờ đây Đinh Gia bị cảnh sát nghi ngờ là con cá lớn trong việc buôn lậu ở Tân Hải, vì vậy đã tiến hành điều tra toàn diện với họ. Phòng công an tỉnh Phái Văn Hạo Nam đến Bắc Cảng, nói là để điều tra chân tướng việc anh em nhà họ Đinh bị hại, thật sự dụng ý là để điều tra hành động buôn lậu của họ. Nhìn bộ dạng đáng thương của Đinh Lâm, Trương Dương cảm thấy đồng tình, hắn cũng biết rằng đây là nhược điểm lớn nhất của mình, phụ nữ cũng như đàn ông, không thể nhìn bề ngoài, nếu như anh em Đinh Gia thật sự luôn phạm tội buôn lậu thì con gái của đinh cao sơm đinh lâm rất khó nói rằng không biết gì trương dương nói cảnh sát đến là để điều tra chân tướng thật sự cái chết của cha và chú cô đinh lâm nói họ muốn điều tra gì tôi hiểu bên cảnh sát nghi ngờ rằng đinh ra chúng tôi buôn lậu cô nhìn sang trương dương nói bí thư trương anh có tin không trương dương nói đinh tiểu thư theo những gì tôi biết lần này cảnh sát đến chủ yếu là để điều tra chân tướng người gặp hại mặc dù gần đây trong xã hội có rất nhiều lời đồn nhưng tôi hy vọng cô không bị những lời dồn đó ảnh hưởng người mất đã mất rồi người còn sống thì vẫn phải sống tôi nghĩ cô nên dồn sức vào việc quản lý công ty thương mại hàng mậu là một trong những cây đa cây đề của bắc cảng đinh tiên sinh trước kia còn là hội trưởng thương hội tân hải chúng tôi tôi hy vọng rằng cô có thể đảm nhận công việc của ông ấy giữ cho công ty phát triển ổn định đinh lâm gật đầu cô dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lời trương dương nhìn thấy cô do dự mỉm cười nói, Đinh Tiểu Thư có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đây. Đinh Lâm nói, Bí Thư Trương, tôi muốn gặp Lương Tu Vũ một chút. Trương Dương hơi ngứa người, rồi ngay lập tức lắc đầu nói, Lương Tu Vũ giờ là sát nhân hiểm nghi, không thể để cô gặp được. Đinh Lâm nói, tôi không cho rằng ông ta muốn giết đồng chính Dương, mặc dù ông ta kết nghĩa anh em với cha tôi, ông ta đánh đồng chính Dương để hả giận, chứ không phải là để giết đồng chính Dương. Trương Dương nói, dù ông ta có mục đích giết đồng chính dương hay không thì đã tạo thành hậu quả giờ đây điều cô có thể làm là tìm cho ông ấy một luật sư đinh lâm thở dài nói tôi thật sự không muốn có người phải hy sinh vô cớ trương đại quan không cho rằng lương tu vũ xứng đáng với hai chữ hy sinh có điều lương tu vũ có lẽ là một người có nghĩa khí người có thể bảo vệ lợi ích của bạn dù là khi còn sống hay đã chết là một người đáng được tôn trọng người nhà đồng chính dương vẫn không từ bỏ việc tố cáo trương dương nghe nói đã tố cáo đến Trung Kỳ ủy, Trương Đại Quan không quan tâm mấy đến chuyện đó, họ muốn làm gì thì làm, giống như những gì hắn đã nói vậy, từ khi hắn vào quan trường, đã đầy điều tiếng, gần như ngày nào hắn cũng sống trong sự vùi dập và khống cáo của người khác, nhưng báo táp lớn đến mấy, hắn chẳng phải cũng vững bước đó sao, việc của đồng chính Dương lần này không thể lật đổ thuyền của hắn. Điểm nóng chính trị không ngừng thay đổi, rất nhanh tiêu điểm của Bắc Cảng đã chuyển sang vấn đề lượng lớn công nhân mất việc, Việc người ta quan tâm đầu tiên là cuộc sống của chính bản thân mình, còn về những việc khác chỉ có thể dùng để buôn chuyện sau bữa cơm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. kết tập 206.